tính đến thời điểm hiện tại bây giờ anh làm không vì tiền anh vì đam mê á em có hiểu cái cảm giác là à, một người mà khát khao làm hào quang anh là một cái người mà rất là thích để cho bản thân của mình trở thành một cái hào quang cũng như là giúp ích của mình hai cái nghề mà kiếm tiền nhiều nhất đầu tiên là tiktoker và thứ hai là hoa hậu à. tiktoker sẽ kiếm được khoảng tầm là vài trăm triệu một tháng mắc nhất trong thứ anh từng đọc hợp là nhà Thì có ờ anh anh nhà <laughs> Xin chào các bạn, tôi là Lê Thủy. Tôi đang sống trong một hành tinh hỗn loạn để nói về một thế hệ khác biệt, một thế hệ đa màu đa sắc và biết mình đang muốn làm gì. Tôi đang sống trong Planet Z. Ủa? Ủa? Sao mà nhảy dữ vậy hai ơi? ok. ổn, à, oh, chỗ oh, toàn... nói chung là cột sống Gen Z vậy, em ơi. Quá là mê ừ, ly oh, luôn. Ổn, ổn, oh, xíu. dạ dạ dạ. dạ. Oh, rồi, rồi yeah. bây giờ em là xin phép. Yeah. yeah bây giờ em xin phép giới okay. thiệu. Giới thiệu với tất cả gọi là khán giả của Planet Z. Đây là Content Creator, TikToker Bé Duy. Xin mời à, Bé Duy được người như là giới thiệu bạn đương bình đối với những khán giả Pleasure Zia ạ. Ok mọi người thì đầu tiên thì tiên gửi lời chào đến với lại những bạn đang xem cái Boss ngày hôm nay. Thì mình là Bé Duy và hiện tại bây giờ thì mình đang là Content Creator Full Time trên tất cả những trang mạng nền tảng social và ngày hôm nay thì mình được Thủy mời tới thăm nhà và ngày hôm nay thì Thủy nói với mình đó là sẽ có rất là nhiều cái điều bất ngờ trong cái buổi Boss ngày hôm nay cũng giống như là ngày hôm nay sẽ là một cái nơi mà tụi mình sẽ chia sẻ với nhau về những cái gọi là chắc là chuyện đời chuyện nghề là, là những chia cái chia sẻ về gen z. cuộc sống của gen z à, mà cuộc gọi là cuộc sống tự của gen z, z. Dạ, vâng. yeah. thì uh, cái content ngày hôm nay với cái ý chính ngày hôm nay á sẽ là môi móc hết những cái tâm à. can những cái uh, mình không có là... mình có có chuyện gì thì mình nói còn không mình giữ cho riêng anh mình anh định anh định môi hết cái podcast ngày hôm nay rồi dạ Tại vì vâng. lâu lắm rồi anh không có được một cái nơi để được chia sẻ mà à. từ bữa đến giờ là gọi là rất là lâu rồi anh không được ngồi xuống lên chia sẻ rất cái nó quá nhanh đúng rồi anh cần một để đến môi ra hết nếu mẹ thì anh moi cho em coi ok ờ đầu tiên thì cho duy xin hỏi phép là Xin hỏi là phép là, là không? Xin <laughs> một, hợp tí là hôm nay là nhà của mình đúng không hả? Không mà Ờ, không cái này là cái bạn mời mình về nhà thôi mà. Mà, đúng không ta? Đồ set up anh. Ờ, đồ giờ nè, đâu bây ấy? giờ là anh có thể nào đổ đôi dép được không em? Tại vì tại vì, tại vì thí dụ mà anh vô nhà mà khách vô nhà mà mang đôi dép ở bên ngoài hơi kỳ Không hay ơi, cái đôi dép là đúng quá là, là quá là dữ. Vậy sao đó, mà là anh thấy lý do là em phải tranh thủ là một cái gọi là sao? Anh cỡ này thì là em phải là cỡ không Phải. Này. Như thấy là mọi người chuẩn bị vô như một đôi dép lông thì chị không biết là mình có được quyền mang đôi dép này không? Tại vì anh thấy là cái đôi dép này nó hợp với là rất co của cái bộ đồ cũng là cái concept ở đây đây hơn nè. Ok không? Mê luôn rồi. Ok thay dép đi hai ơi đổi dép đi nha mọi người ơi nói chung Dễ là cứ thoải mái em. nha mọi người nói chung dạ, là cứ vâng, thoải mái nha dạ, mê ly mê ly rồi. rồi thì để có một cái không khí là ấm áp hơn mình đồng hậu hơn thì ở đây em có những cái ly nước gọi ừ. là welcome drink là dành cho anh đặc biệt là dành cho anh duy gọi là uh, gọi là wine rồi đó rượu vang rồi thì anh duy có thể chọn hai trong ba ly này để uống với như là mình được. chào mừng chào mừng bạn tới chơi nha dạ nói, nói chung em. là ngày hôm nay là thủy mời duy đến với lại cái podcast này và cũng như là đến với không khí này thì hồi lúc đầu á, khi mà duy nghe thì nói á, là mình sẽ có rất là nhiều cái điều còn phải chia sẻ trong livestream stream. trong cái liệu trong cái podcast <laughs> ngày hôm nay chốt đơn em rồi chốt đơn thì uh, với một cái đứa mà rất là thích uống nước ngọt như duy á mọi người thì mình cảm thấy là chắc là mình sẽ chọn cái ly màu vàng tại vì cái ly màu vàng là cái ly mà anh nghĩ là đoán là nó có bầu cụm trong đó cho nên là ly anh uống màu vàng hả? mời rồi, anh rồi do chase em uống ờ, thủy uống không không ba ly này cũng của anh hết okay. em không uống gì đó là mỗi tập luôn làm là mỗi phần, mỗi phần uống một chút một không, chút Thôi mình uống đi hai ơi mình tới nhà người ta mình hay hỏi quá à. trời ơi giỏi quá trời quả uống đáng uống không sai anh. uống hết hai ơi quả uống hết hả kịch bản nó vậy trời giỏi quá giỏi quá rồi rồi hai coi hai coi hai coi à. hai coi dưới đáy ly nó cái gì ấm bà la xì một bất ngờ trúng số trúng số trúng số khi bày tỏ sự hoang mang tột cùng Genji sẽ nói gì rồi cho em mượn rồi là đại đây đây ơi ừ, surprise nhé, bất ngờ rồi, nha. rồi. Rồi, rồi. rồi cái, nha giờ cái, nha cái 4 đáp án nha hai ok rồi đầu tiên là đáp án nghe gì trời rồi, rồi. đáp b ủa đáp án c cái gì vậy, bà nội và đáp án d tất là... cả các câu trả đều đúng à khác rồi xin mời anh chọn Ờ nếu mà là Duy thì Duy cho xin phép là mình chọn thêm một đáp án E nữa đi Là chất tất cả câu trên đều đúng Là cái gì nữa cũng vô Là cái gì cũng vừa hết Anh có thể nhìn vào camera ừ. và là mô tả cảm xúc của mình khi mà nói những câu mô tả trên không ạ? Thì nếu mà mình á, thì mình sẽ chọn cái câu là ba câu trên đều đúng là Bình thường bây giờ là em hỏi anh một lần nữa đi Thì em, em em hỏi một câu đó bất ngờ đó, thì anh sẽ biểu cảm thế nào nè Thật sự là bây giờ mình cũng không biết là ai là host, ai là khách mời đây <laughs> Rồi anh muốn thì okay. em gọi là anh muốn thì em chiều. Okay. I want afternoon vừa rồi. Khi bày tỏ sự hoang mang tột cùng. Gì Trên trời? Ủa oh, gì hóa. trời? Ủa lơ rồi gì nữa Ủa anh? Ủa gì, gì vậy? Ủa là sao? Còn nữa còn nữa. Trời. Gì vậy má? Gì má? Ờ đó. Gì vậy? Rồi gì vậy? Đi ra hát chơi. Rồi yeah, ok, <laughs> quá là coi như là cảm xúc ừ. là hoang mang tột độ đi. Và đến lý thứ hai, anh muốn hồi xin lá này muốn một đỏ. Ủa, muốn liên tục khúc này luôn hả mọi người? Dạ vâng, mình cái muốn liên tục luôn hả? Cái đã vậy hả? nó như vậy à? Trời ơi, rồi ok. Đỏ hay ly thứ hai đúng không? Anh sẽ chọn là màu đỏ đi. Màu Chúng đỏ, màu đỏ. đỏ. Rồi ok. Thôi, không, mình không. Uống bên là xì nè. Thôi mình uống sương sương thôi, uống ừ. nhiều đến nơ đúng không anh? Tôi đã xa. Rồi 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 coi giùm em. Thấy đi em coi cho hai được không oh, hai? Coi đi coi, đi coi đi coi đi nè, coi đi nè. Thì người đó hỏi chứ ha. Ok. Rồi rồi rồi. Cách cải thiện và nâng cao sức chứa của phổi mà Gen Z tin dùng. Đồ bán A, đi khám bệnh. Đồ bán B, uống thuốc bổ. Đơn C. hít ra mà. Giỏi quá, Đúng giỏi không? quá. Đúng không? Còn sống Gen Z em gái ơi. Thật yeah. Thông, nhưng mà anh nói thật sự là hít. Ý là anh có không thích, thích drama không? Có, anh là luôn luôn nằm vùng trong những cái rứt Đôi <laughs> khi là... anh lướt vẫn thấy bài của anh trong Quy đó Đôi <laughs> khi anh lướt vẫn thấy Mary. bài của anh trong đó dạ, Oh my ừ. god, anh cũng có bấm vô anh đọc comment Thôi đừng có nói, em nghĩ là những cái drama đó sau. thì mình đã giữ cho riêng họ đi Không, ừ. anh bấm vô đọc comment, sau đó anh tạo e clon vô anh chửi những người chửi anh Quá đã, quá là phá cách quý vị ơi Gen Z như vậy là như Gen Z Đúng thời đại thì chúng ta phải sống như vậy. Tức Gen... là phá cách sống mà cũng như là không gương là màn thế sự luôn. Là Gen, -Z. Ai chửi là mình chửi lại, Gen Z bây giờ là gì nè? Sống giả cho nó thật, và sống thật trên đích giả <laughs> cho thủ nên vậy, là đôi khi là trong những cái khúc mà hít drama lâu lâu người ta vẫn có hát tên anh hoặc là lâu lâu anh vẫn có thấy bài về em em okay. em cái thôi anh nói anh dưỡng cho riêng anh okay. biết đi okay. xin cảm ơn quý vị khán giả và chúng ta đến phần tiếp theo rồi ạ Hôm nay sẽ nói về Gen Z kiếm tiền khác gì thôi ba mẹ. Và bây giờ chúng ta vào phần chính nha quý vị nha. Bây giờ trên bàn chúng ta có 10 lá bài, 10 lá bài tương ứng với 10 <laughs> câu hỏi. Mỗi người chúng ta sẽ có nghĩa là thay phi nhau, mỗi người 5 câu hỏi và có ba lá chức năng. Anh từng chơi bài nổ chưa? Có, có. Ừ, thì ba lá chức năng này có ba gọi là ba công dụng. Ừ. Thứ nhất là skip. Lá skip này thì có nghĩa là qua wow, bài. Chính xác, bỏ qua luôn, mỗi người có một lá. Ví dụ như em skip, em bóc lên tờ xem em kêu là em skip, xem là có nghĩa là bỏ qua luôn rồi ừ. rồi tấm thứ hai switch ừ là là là, là. đổi câu hỏi cho dạ, người đối gì? xác bây giờ em bóp lên xong rồi em muốn đổi ừ. em đổi cho anh xong ừ. rồi anh lại cầm switch rồi ừ. anh đổi chứ em ừ. là coi như là hai lá là còn không có thể giục luôn ừ. rồi và lá cuối cùng là see the future có nghĩa là sao mình nhìn thấy tương lai hai ơi là bây giờ trong bộ bài nè. mình vừa tới lượt của mình mình bỏ xuống luôn xong rồi mình bóc ba lá mình chọn ra một lá mình coi nội dung xong mình chọn ra một lá mà mình yêu thích nhất và hai lá còn là mình mình cháo mình cháo làm sao cho đó hả mà gọi là trúng cái lá bơm lá bơm có nghĩa là sao là nếu như mà người đối phương hoặc là mình bóc trúng lá bơm thì là người đó bị phạt thì cái hình phạt rất là thú vị thì cái đó là mình chờ xem nha mọi người nha rồi bây giờ okay. mời bé duy là xéo chờ một bài lên okay. mình bóc một lá bài giùm em ạ à. anh trước đúng không cái này mình xào trước đây em ơi vô ơi vô sòng cho nó quen tay nè anh rồi, à, rồi. rồi ok Bầu mai anh, anh trước đúng không? Dạ vâng. Rồi. Điều nào đáng sợ hơn, thất bại hay là không dám thử? Mời anh. Thì uh, nếu mà cái câu hỏi này á đối với duy á thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái câu là mình sợ thất bại hơn. Tại vì rõ ràng là để có được những cái thứ như ngày hôm nay đối với mình đó mọi người thì nó đã là cái thứ khá là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn còn sẽ cố gắng để mà phấn đấu nhiều hơn. Nhưng mà theo như anh được nghĩ gì nè em là liều ăn nhiều. Với lại từ đó đến giờ là trong cuộc sống của anh nó có rất là nhiều cái thứ mà anh khi mới bắt đầu anh lại rất là sợ nhưng mà anh chưa từng bao giờ là anh không dám thử nó ví dụ như là kể cả công việc hiện tại ngày hôm nay đó là công việc cần tên đi thì ngay từ lúc đó anh rất là thích ngay từ hồi lúc anh học cấp 2, cấp 3 kia mà anh có các anh chị về người nổi tiếng với mạng xã hội á thì anh đã ước mơ một ngày nào đó mình có thể được như họ mình cũng được ăn diện đẹp cũng được quay hình rồi cũng được được nhiều người biết đến thì uh, khi mà anh bắt đầu làm những công việc đầu tiên của Content Reader Thì anh đã cố gắng uh, hết sức và anh rất là liều Anh là một đứa rất là liều và anh luôn luôn là sợ Anh luôn không có nói là cố gắng thật nhiều để đừng bao giờ nói giá như Ừ. có nghĩa là anh thà là làm sai thì mình sửa tại vì Z mà mình còn rất là nhiều thời gian nhưng mà nếu mà mình không làm á, thì khoảng tầm là một thời gian sau khi mình nhìn lại á, thì rõ ràng là mình đã bị mất rất nhiều cũng như là mình đã buộc rất là nhiều cơ hội cho nên là nhờ cái bản tính là liều ăn nhiều ừ. với lại cố gắng hết sức và không bao giờ sợ thất bại cho nên thì anh nghĩ là anh mới có được cái ngày hôm nay ừ vậy là thật ra là ừ. giống như là cái gọi là cái dám thử đó là ăn trong máu mình đúng rồi đúng cho nên là mình không cần gọi là sợ không dám thử nữa chỉ sợ ừ. thất bại thôi vậy anh có bao giờ anh thử nhưng mà cuối cùng là anh sợ là cuối cùng sợ thất bại đầy oh. có những lần anh thử xong thất bại là đầy cái số lần mà Ví dụ, anh thử như là cái số lần mà anh thử cái chuyến mà anh đi hàng công. cũng thái lan ủa có coi luôn hả dạ vâng rồi, em là okay. big fan rồi ok nếu mà vậy thì uh, một cái clip đó nó khoảng tầm có 2 ba phút thôi anh không có đủ chia sẻ cái câu chuyện đó thì thôi ừ. chắc là ngày hôm Còn nay khúc chắc có cái nào mà chương gọi chương là risky những cái gọi là mạo hiểm và rủi ro những ừ. cái chuyến đi đó không anh nói chung là gì nè để mà bây giờ là anh sẽ nói về cái cái gọi là cái 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 câu chuyện đó mà em vừa mắc đến ha thì cách đây khoảng tầm là hơn một tháng trước thì cái định hướng của anh và cả team anh đó chính là anh sẽ lấn sân sang thị trường influencer thái lan Oh, đó là có nghĩa là mình mở rộng thị trường mình qua thế là mình bán hàng hay là mình qua thế là mình bán được. hàng cho người gì anh đây có nghĩa là cả hai câu hỏi của em đều sai có nghĩa là cách đây một năm trước khi mà mọi người thấy những cái câu chuyện của anh chia sẻ trên mạng xã hội là về cái việc là anh kinh doanh hàng thái thì nếu mà mọi người nhìn ở một cái cách xa hơn nó không phải là kinh doanh để kiếm tiền <laughs> tại vì nó, nó là, không phải cái là cái kinh việc kinh doanh để kiếm tiền thì là kiếm gì vậy, anh nó là kiếm cái sự uh, con đường của mình tại vì rõ ràng là anh đã nói ngay từ lúc đầu rồi đam mê của anh là trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng chứ không phải là có tiền tại vì trước khi anh làm nghề này anh cũng có tiền <laughs> cho nên thì tất cả thực sự là uh, có một cái câu mà anh tin đó là nếu mà anh chia sẻ ra thì nó sẽ gây tranh cãi đó chính là tất cả hiện tại bây giờ tính đến thời điểm hiện tại bây giờ anh làm không vì tiền tại vì uh, anh vì đam mê á Em có hiểu cái cảm giác là một à, người mà khát khao hào quang không? vì quan đam mê không? Ừ Đấy là em có biết cái cảm giác là người khát khao hào quang không? Có nghĩa là anh Sau anh anh, hào anh là cái người đó Anh là một cái người mà rất là thích Để cho bản thân của mình trở thành một cái hào quang Cũng như là những cái là mơ của mình Trở thành tâm điểm của sự chú ý Nó là như vậy đó và cái chuyến đi thailand đánh hàng thái đó cái đây một năm trước á thì cái plan của anh đó đó chính là anh muốn lớn sân sang thị trường influencer thái lan cho nên thì là lúc mà anh đi thái trở lại thì anh là một trong những người đầu tiên ở việt nam mình đi thái trở lại sau cái cơ covid lúc đó thì để cái chuyến đi thái đầu tiên anh rất là khó khăn trong cái việc là xin giấy nè uh -huh. xin kiểm Những cái rủi ro Đúng rồi. đó dữ Tức là phải phải xin giấy nè mình phải test nè rồi mình phải đăng ký rồi qua thái thì mình phải đăng nhập những cái gì nói chung là hồi đó hồi đó có rất là khó khăn để đi thái đợt đó sau khi mà bình thường mới trở lại thì cái lúc đó thì anh rất là muốn là bây giờ là mình có một cái gì đó mà song song với hành đi trường thái và việt tại vì anh có một cái thời gian là anh học tiếng thái cũng sương sương dữ vậy Ôi, hai thôi hai, thôi ba. Học online thôi xài qua đi khách còn, uh -huh. việt Nam khách. Uh -huh. đó thì con anh rất là thích cái nét văn hóa của Thái Lan nên anh rất là muốn và anh có nói tim anh đó là anh muốn định hướng sang Thái và tim anh có nói một câu là bây giờ định hướng sang Thái cũng được tại vì có rất là nhiều bạn làm content giữa Thái và Việt rồi nhưng mà để có một cái gì đó mà liên kết có một cái công việc liên kết của mình với lại Thái Lan thì đó là công việc kinh doanh thì từ đó anh mới bắt đầu là ừ, chọn đó là cái con ừ. uh, là chọn công chọn công việc kinh doanh hàng Thái để có liên kết giữa Thái và Việt à. có là anh không bắt đầu cái việc kinh doanh hàng Thái vì tiền mà anh bắt đầu việc kinh doanh hàng Thái để anh lớn sang sang thị trường Thái à. đó thì anh có nghĩ trở thành người nổi tiếng hoặc là trở thành một người có sức ảnh hưởng trên mạng ừ. xã hội là một cách để kinh doanh đúng không ạ uh, hầu như là ai cũng sẽ nghĩ cái điều đó đúng không tại vì bây giờ thì đối với anh nha nếu mà theo nhanh cảm nhận nha thì hai cái nghề mà kiếm tiền nhiều nhất đầu tiên là tiktoker và thứ hai là hoa hậu Oh. Cho, cho nên cho nên là cái đó là cái cái quan điểm của anh ừ. cho nên là nếu mà thì đó đó nhưng mà cái quan điểm này của anh thì anh nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều người cảm nhận được ừ. cho nên nhưng mà anh nhắc, nhắc lại ngay từ đầu luôn là ừ, nhưng mà mình anh không bắt em, đầu vì tiền cho hết. em hỏi một cái thế ừ. thúc cơ kiếm được nhiều lắm anh anh nghĩ là kiếm được nhiều cho nên thì đừng có hỏi anh có nói với em không em không kiếm được nhiều mọi người ơi ý là <laughs> anh kiểu như anh dự đoán một con số mà gọi là trung bình của Tiktoker cơ thời nay dự đoán được xem mất mấy mấy con số mấy chữ số anh thấy là mọi người hay thường hay chia sẻ là Tiktoker cơ sẽ kiếm được khoảng tầm là vài trăm triệu một tháng anh thấy mọi người chia sẻ điều đó uhm. vài trăm lần, em lần à, một em đừng hỏi thêm nha <laughs> Thôi nhờ, vâng, em đừng dạ vâng, nhé. Dạ, vâng. Em đừng hỏi thêm dạ, vâng, nha. Vâng, thì cái chủ đề để em thấy là bắt đầu là nóng bỏng rồi. Mình được gọi là qua sang câu thứ hai để có như là có như là okay. thêm phần nóng bỏng nữa không ạ? À? Ok. Thì dạ bây giờ xin phép anh. Rồi. Điểm Ủa khác ơi. biệt giữa à. tư... ờ, <laughs> đến, tư đến tư em mình dạ vâng em mà. Mình thấy video hay là anh muốn làm một lèo luôn không? Thôi, đến em đi, đến em dạ đi, đến em đi. Dạ đến vâng. Rồi câu hỏi thứ hai với mọi người nha. Điểm khác biệt giữa tư duy kiếm tiền của Gen Z so với thời ba mẹ là gì? Uhm, đây là câu hỏi khá là hay nên là Em xin phép anh và cả nhà Thì em nghĩ điểm khác biệt lớn nhất uh, Em nghĩ là Gen Z thời nay kiếm tiền Bằng mọi cách và bằng mọi phương tiện Và thời nay thì chúng ta có công nghệ thông, công nghệ thông tin đó mọi người uh, Gọi là thiết bị truyền thông rất là phổ biến Và thông tin thì được cập nhật rất là nhanh chóng Cho nên thành ra là mọi người có thể kiếm tiền Qua cái đường mà chúng ta không thể nào gọi là Đường visible, đường vô hình ừ. đó mọi người Là trên mạng một cái nền tảng trên mạng thì là một gọi là một cái một cái thị trường quá là to lớn mọi người và nếu như trở thành content creator, một TikToker, một YouTuber và cái công việc truyền thống, những cái công việc mà bố mẹ mình nghĩ là ví dụ như phải làm nhân viên văn phòng này, đúng không anh? Rồi làm những cái công việc mà tay chân, những cái công việc mà real những công việc thật mới kiếm ra tiền thì thời nay Gen Z không có nghĩ như vậy. Gen Z thích sao? Thích làm TikToker. Cậu em có đứa cháu anh à, lớp 2 là suốt ngày đi theo uh, thùy ơi, dì thùy dì thùy chỉ con là làm tiktok đi uh, quay video tiktok với con đi Cái uh, hỏi sao vậy con thích trời ơi, nghe nói làm tiktok họ à? kiếm ok lắm kiếm nhiều tiền lắm mà mất có lớp hai đâu quý vị bây giờ giới trẻ ngày đây đó gọi là em cảm thấy là quá là trưởng thành ừ. thực sự là gọi là phát triển quá là sớm và cái suy nghĩ và cái cách kiếm tiền quá là cởi mở anh duy nghĩ sao về vấn đề này à? anh nghĩ là cái câu hỏi của cái câu trả lời của thủy là nó rất đúng nhưng mà anh sẽ giải thích sâu hơn để cho mọi người hiểu rõ hơn đó chính là lý do vì sao mà cái gen cái thế hệ gen z của tụi mình à, là sẽ có tư duy khác với lại thế hệ của bố mẹ của mình yeah. tại vì thế hệ của mình là thế hệ truyền uh, truyền thông số thời ừ. đại số thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mà mọi người sẽ cùng với nhau làm việc ở trên uh, social, dạ, trên dạ, mạng vâng. xã hội cùng một thì, lúc cùng một thời điểm đúng, đúng rồi nha. thì cho nên á cái thời mà của bố mẹ mình đi thì là bố mẹ mình sẽ có một cái quan điểm là an cư rồi mới lạc nghiệp trời ơi hay bố mẹ quá. mình có một cái quan điểm là phải kiếm được một công việc ổn định lương tháng phải là bao nhiêu và đúng bấy nhiêu dạ vâng còn với thế hệ của mình thì tụi mình có rất là nhiều cái sự phát triển bởi thời đại số công nghệ số ờ. cho nên nó là bên mình là có một cái sự bay bổng hơn nè dạ có một cái sự liều lĩnh hơn nè dạ vâng. tất nhiên là ở thời nào thì cũng sẽ có điểm mạnh và điểm chưa tốt ừ. thì với cái thời điểm của bố mẹ mình đi thì đôi khi á là có những cái sự gọi là đó bố mẹ mình thì hợp lý nhưng nếu bố mẹ mình áp đặt cái việc đó lên mình thì nó thành ra là thụ động và không có được tính là phát triển và sức bật nhưng mà nếu với tư duy của mình á mà bù lại với cái cách mà của bố mẹ mình đi thì đó là có nhiều bạn quá liều lĩnh và một khi liều lĩnh xong thì có thể các bạn nó sẽ lên hoặc cũng có thể các bạn nó sẽ mất tích Thì luôn. nó phải có rủi ro ấy. đó, đó dạ là vâng. cỡ gì cỡ là anh vẫn nghĩ là thế hệ nào thì cũng vẽ sẽ có điểm mạnh và điểm chưa tốt dạ vâng. nhưng mà với thời điểm hiện tại bây giờ thế hệ kinh đi của tụi mình thì anh rất là cảm thấy vui enjoy tại vì mình được sinh ra ở ờ. thời điểm như thế này và cũng không và cũng phải cảm ơn bởi vì cái sự gọi là cái sự cái sự cái sự gì ta cái sự cái sự cái sự um, an cư lạc nghiệp của bố mẹ mình thì mới có mình Lộn. ngày hôm nay dạ yeah, vâng đó. mình phải biết ơn những cái thế hệ đi ừ. trước để có những cái quan điểm và những cái lối sống uh, gọi là chững uh, chạc ừ. trưởng thành hơn để chúng ta có một cuộc sống ổn định và từ đó đó là một cái bệ phóng để chúng ta có một cuộc sống mà chúng ta có, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống của chính mình Anh thấy bắt đầu đi như cái boss bắt đầu hướng nghiệp ở đây ơi bắt đầu hướng nghiệp ở đây em, ơi. À. Ở đây, em ơi. Nhưng mình lấy là... cái mốt tôi nè nhưng mà thật sự là em biết ơn cha mẹ em dạ nếu như mà cha mẹ em không à. có một cái công việc thì chắc chắn là em cũng không có ngày hôm nay dạ vâng cho anh kể một câu chuyện luôn dạ, khi mà anh học lớp 12 á yeah. Thì mẹ anh là giáo viên ừ, Cái gì? Mẹ, mẹ anh tà, tà, Hold on, hold on Mẹ anh là Mẹ anh là giáo viên mà giáo viên mầm non Đó Xong ba anh là thợ cắt tóc Có là nhà anh là một nhà Thế với nền kinh tế là khá là cơ bản Em hiểu không? Uh -huh. Ừ Nhưng cái điều quan trọng là cái gì? Cái điều quan trọng là Mẹ anh muốn anh đi theo Nghề giáo viên Quá đẹp Từ 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 anh 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 Bây giờ mọi người thử tưởng tượng Mẹ Duy Tiktoker làm giáo viên anh muốn làm giáo viên gì cấp ba cấp một cấp hai hay là gì? Mà anh đâu? đã nói là anh không thể nào làm được giáo viên Ôi, anh... anh tưởng tượng anh nếu không. mà anh chọn là anh chọn cái này anh không tưởng tượng cũng được nếu mà anh tưởng tượng nha thử nha anh là mẫu giáo Rồi. anh có thể dạy được cái môn cái môn duy nhất mà anh dạy được sẽ là môn vẽ <laughs> ở môn ủa vẽ vì hả? chỉ có thể cái đó là cái môn duy nhất anh có thể dạy được cho người ta ừ, là mà... vẽ lẽ vẽ hả? tô màu thôi dạy mấy đứa nhỏ livestream à không có gì đó <laughs> mẫu giáo là gì có má <laughs> Đó. nhưng mà em nghĩ là nếu như anh bé duy là một giáo viên thì cũng ok lắm đó cũng cái gì này nọ rồi quay trở lại với câu trả lời của anh thì xong cái lúc đó thì anh đã nói là không thể nào được nhưng mà tại vì do truyền thống gia đình bên ngoại của anh á ừ. là làm giáo viên ừ. cho nên là mẹ anh rất muốn anh đi theo nghề giáo tại vì mẹ anh nói á, là nghề giáo thu nhập ổn định nè ừ. cuộc sống an nhàn nè sáng sớm đi chiều tối về quan trọng hơn thì vẫn sẽ có gọi là sẽ có thưởng đi ừ. hoặc là nếu mà sau này ừ. nghỉ hưu thì vẫn sẽ có lương hưu Chính xác. và hình như mẹ em cũng là giáo viên đúng không ta không mẹ em bán bán đồ sỉ chị tân bình đây ủa? sao đi, sao đi? Lộn, lộn, dạ. lộn lộn rồi. tiếp tiếp có gì em có vậy em 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 có vậy gì mà đúng không ta em có có dạy gì hết ủa, ủa gì thế ta gì, gì, lộn ủa? đi chỉ sao đi hiểu dạ, làm hiểu, lộn, làm, lộn, hiểu, lộn, làm, lộn, hiểu lộn, làm hiểu làm hiểu làm hiểu làm chị khánh Vy chị khánh Vy official hay gì vậy à, rồi thích vậy dạ, ok vâng. thì uh, lúc đó anh một mực anh không thể nào nhưng mà tại vì do là ngay từ hồi nhỏ anh đã biết là mình thiếu cái gì rồi ừ. cái việc anh thiếu ngay từ hồi nhỏ chính là ngoại hình tại vì anh vừa ốm vừa đen vừa lùn thật Yeah. Cho nên thì uh, không bao giờ anh có thể tự tin vô vẻ bề ngoài của mình. Nên khi mà học lớp lớp 9 thôi là anh đã xác định được một điều rằng là, là nếu mà sau này cái 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 việc mà mình tốt nghiệp xong mình làm đầu tiên chính là mình phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên thì anh đã xin mẹ anh á là tại vì anh đi tìm hiểu, anh đã tìm hiểu cái việc sửa mũi nè từ lúc anh học lớp 10. Nó uh -huh. đó chỉ có mớ có 15 tuổi thôi thì các bác sĩ đều nói là đúng 18 tuổi hãy nên sửa tại vì lúc đó là cái cái cơ cái sụn của mọi người bắt đầu đã định hình lại đó. Yeah em nghĩ là đến 18 tuổi thì nó đã hoàn thiện rồi. rồi. cho nên là khi mà mình sửa cái khoản tiền cái lúc mà mình là okay. ừ. thì cái lúc đó là anh mới nói là rồi ok nếu 18 tuổi sửa thì anh sẽ tính đúng 18 tuổi ngày đầu tiên anh đi sửa ừ. thì anh có xin mẹ tại vì thời điểm đó là anh không có tiền của mình nên là phải xin mẹ sửa mũi và hồi đó là sửa một cái mũi là 50 triệu đi thì mình không có không nói chỉ là giá bình thường đấy mới yeah, đến bây giờ không? vẫn vậy đấy em ơi yeah. thì lúc đó là anh có xin mẹ là cho anh đi sửa mũi thì mẹ anh có nói câu là nếu mà con muốn đi sửa mũi thì con phải đăng ký học giáo viên trời ơi thì mẹ gài cũng không hiểu như thế nào nhưng mà mẹ anh lại đây anh đây. áp đặt anh vô cái việc là muốn sửa mũi thì phải làm giáo viên đó thì nói chung là anh biết là cái cái ý của mẹ là tốt tại vì đó ràng là công việc ổn định nè giờ giấc to hợp lý nè ừ. với lại là có thưởng lương hưu thì cứ ok cứ vui vẻ cứ sống là quá tuyệt vời tại Vậy? vì như mẹ anh như mẹ anh làm giáo viên Mẹ anh vẫn nuôi anh đến từ hiện giờ bây giờ ừ. đó. Nhưng mà anh nhưng, chọn gì nhưng anh chọn theo ý mẹ anh tại ủa? vì anh cần cái mũi và anh ủa, muốn... ủa? Tờ, tờ, tờ. mọi người ở twist quá em nghĩ không anh không nghe theo ý mẹ anh anh sẽ có như là kiếm cái mũi của anh bằng thực lực không anh chọn à, nghe đi lúc đó làm gì học mày học lớp 12 mày làm gì kiếm được bốn triệu mày làm mũi bay nhưng mà anh anh muốn làm liền á có thể chờ mà không anh không thể nào chờ được anh em nói là anh nói là anh đã tìm hiểu cái việc sửa mũi từ hồi lớp 10 ừ. thì bác sĩ nói là đúng là phải là 18 tuổi mới được sửa thì anh không thể nào anh chờ được và lúc đó là mười mười hai năm rồi. rồi chờ ba năm đúng. rồi. xong đây lúc đó anh nói rồi ok ừ. anh sẽ đăng ký giáo viên mà anh đăng ký ngành là ngành ngôn ngữ anh của trường uh... sư phạm mà em biết rồi trường sư phạm là cái trường lấy điểm rất cao ờ. đặc biệt hơn là ngành ngôn ngữ anh dạ, đúng vâng. không thì Bà sao đặc biệt... ngôn ngữ anh sư phạm này có phải lấy 26 27 điểm mà anh rất là cao Và đặc anh đặc biệt anh học ngu nhất môn đó Ngôn tiếng anh đó Ngừa môn tiếng Anh nhưng mà anh chọn ngôn ngữ anh để cho rớt <laughs> tại vì cái việc của mẹ anh là mẹ anh yêu cầu anh đặt vô cái trường là trường trường làm giáo viên tại vì lúc đó này nè em anh mới em mới học lớp 12 thôi và anh đến ngày anh tháng 9. Twist one nghe nè. Rồi xin nghe tháng nghe, nghe anh đến tháng 9. Này, anh em, em dùng nha. sinh vào ngày 11 tháng 9 năm 1999 cung sự nữ. Rồi vâng, sau đó thì cái thời điểm đó là tầm hồi tháng 5 của năm 2017. Yeah, vâng. Có nghĩa là đúng 4 tháng nữa anh sẽ 18 tuổi. Dạ yeah, vâng. Thì có ngày chỉ còn đúng 4 tháng nữa là anh sửa mũi. Dạ yeah, vâng. Thì lúc đó anh phải bắt buộc nghe theo lời mẹ anh là anh đặt giáo viên dạ yeah, vâng để à, sửa mũi để được đi sửa mũi là anh đặt giáo viên để đi sửa mũi thôi đúng nhưng mà cái ngành anh đặt để cho rớt là anh lựa một cái trường điểm thông rất cao và anh chọn ngay cái môn mà rất ngu thông minh anh quá. sợ anh thắng em ơi anh sợ anh, anh, anh đậu <laughs> nhưng mà chuyện đó làm gì xảy ra không thể nào xảy ra được em ơi điểm vậy chung à? mình lại có 6 chấm thôi vậy là coi như là và đây là mẹ và đây là duy và đó. thật sự là không biết là ai lừa ai trong cái mối quan hệ này <laughs> và gọi là bắt lại cái câu hỏi ừ. của mình thì thật sự là tư duy của gọi là anh duy và mẹ rất là maybe là hơi đối lập nhau một chút dạ giảm xíu đúng rồi. trong cái gọi là vấn ừ. đề lựa chọn tương lai của mình và cái rủi ro và cái cách mà đánh lừa <laughs> đánh lừa vụ huynh ừ. của chúng ta rồi thì bây giờ em em cảm thấy là cái cái câu chuyện này quá là thú vị nhưng mà em chắc lại phải chờ trong một cái gọi là tập khác nữa bởi vì ừ. cái câu chuyện thật sự là quá nhiều của twist đi, bọn nếu người. mà như vậy á Ê Kiếp ơi mình đổi plan chương trình được không? Là bây giờ là <laughs> cứ một tờ không? là một tập Một tờ mình cho một tập Ok Trời ơi. không chứ bây giờ một đống bao nhiêu đây tờ không thể không nào sợ. mà cho một tập được Rồi cho bây giờ mời anh Duy tờ thứ ba Lượt Rồi, tiếp theo ạ à. Đây Để đối phương bịt mắt và make up cho bạn Hoặc là làm tóc giữ nguyên thành quả sau 5 phút và selfie làm dạ okay. liền đó. Tờ đây là tờ boom với mọi người nha Boom Đây là tờ hả gọi là bị phạt Không ngờ chứ gì Đấy đây là hồi nãy Ủa? Nhưng dùng. mà, nhưng mà Dùng Dùng à, Dùng dùng. dùng Chuyển câu Chuyển câu Em tính hỏi luôn mọi người Làm liền, làm liền Làm liền Em tính hỏi là hả? Em mới là người đòi làm liền Em vừa nói <laughs> em ơi, anh Dùng Ok là like, nha, ok là like, nha, like. Dùng Anh Dùng gì vậy? Dùng câu đổi ấy, em, dùng câu đổi nha bé Ok, bây giờ cho em chọn nha là em muốn make up hay là làm tóc bé yêu Tình trăm âm như vườn thái dương <laughs> Em làm gì thái dương bé, <laughs> em, Dạ vâng, cho em okay. một cái nhánh là tóc Rồi Cho anh Duy, anh Duy thì... Anh để... không biết là như thế nào nhưng mà trước mắt là anh, anh bị hư lớp make up nè Rồi nói chung là đơn giản thôi, quan trọng hơn là gì biết em, em biết không Là mẹ em làm giáo viên mầm non mà Nên ngay từ hồi xưa là anh đã biết cột tóc rồi bé <laughs> Em nghĩ là, ố oh, anh có anh trai, em trai, em gái Anh có một chỉ... luôn em ơi Ôi ôi, anh cũng gì là em thấy đó. Ừ. sao anh cái đầu em hay nói vậy? chung á là anh sẽ cứ freestyle thôi nha tại vì mọi người sẽ nói á là kệ sẽ sẽ anh anh mọi người sẽ nghĩ là sẽ cố tình làm xấu em nhưng mà thật sự bằng nghĩ đúng rồi Ê, tội con qué bé, bé quá bay tội con bé quá bay Hên là trong phòng mà mình không có gương mọi người. Thì mình biết trước được cái biển cảnh này nó sẽ xảy ra. Nhé, <laughs> không cũng được em. Ê, hey, không nha, cũng được nha. Ý là gì nè? Ý là gì nè? Hên, hên là điều gì biết không? Đúng anh cột tóc tí. rất là ghê, nhưng mà tại vì do có kim tuyến anh cho em nên là ít cho em. Nhất là nó cũng đỡ, nó che lại được những cái phần ghê của cột tóc em hiểu không? Rồi đúng đúng anh rồi xuống hết lên rồi xuống giùm em cái lên. Rồi là ước mơ của mẹ anh Duy đã trở thành hiện thực cho mọi người. Rồi 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 rồi, rồi, rồi okay. lá tiếp theo nha. Ờ đến em chứ ha, em chứ em chứ. Em cái, chứ lá, cái lá cái lá suốt đâu rồi? Đây cho anh mượn quạt em ơi hơi rồi, nóng. Rồi vô 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 tới em oh, nha. Okay, nha. nha. Cả nhà nha. cả nhà yêu nha. ước gì mà lá bơm nữa. Múa bọc ni lông. Nói chung là nói chung là ngày hôm nay là từ làm khách mời. Chớ rồi, chết rồi xong rồi. Dùng lại. Hiển nhiên. <cười> 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 có cho đi thì sẽ ắt được nhận lại. Trên này anh chơi rồi anh chưa đăng thôi em ơi. Bình thường rồi. cái này anh chơi rồi anh chưa đăng Mời cả nhà yêu <cười> <cười> Đình công Đình giỏi công quá, giỏi quá. Bỏ cuộc Chưa bỏ tết tới mà ông địa tới nha <laughs> Giỏi quá giỏi quá. Đình công bỏ cuộc bay ơi khó bay ơi khó Quá khó, khó. quá quá Biết anh thử rồi như vậy nè anh thử gì nè ờ em nghĩ là luôn. Luôn à xong đủ lên đi 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 nè đal... mấy anh phát la làm, làm gì nè thôi để ước gì số sau là anh phát la tới gọi là chương trình của chị em mà chơi rồi đúng nha wow. ok tiếp nha tiếp nha thứ mắc nhất bạn từng đập hộp là gì bao nhiêu tiền uh -huh. em nghĩ là cái này là gọi là sở trường sở trường của anh bé à... suy rồi nói chung là anh nếu mà thứ mắc nhất của anh từng đập hộp uh -huh. thì nhà có được gọi là mắc nhất không ta ý là ý là mắc nhất trong thứ anh từng đập hộp là nhà thì có ờ anh, anh mua nhà thì có đúng rồi đó là tại vì đến ở, ở độ tuổi hiện tại thì anh nghĩ là anh cũng có nên mua một căn nhà để phục vụ cho công việc là quay với lại chụp với à. lại uh, làm hình ảnh Ê, cho, 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 cho cho em hỏi nè giữa cái việc mà họ mua nhà và tiếp ừ. tục làm việc tiếp ừ. và ừ. cái việc mà thuê nhà xong rồi ừ. sau đó mình có thể thoải mái làm việc ở bất ừ. kỳ quốc gia nào ở đâu cũng được thì anh nghĩ đặt lên cán cân thì anh sẽ chọn cái option nào có cái là gì nè uh, cách uh, một năm một năm gần đây á thì anh có thuê nhà là một căn hộ chung cư để mà anh làm văn phòng cho anh dạ, thì vô. anh anh là một content reader Con full quen. time <laughs> content reader tao tao học luôn tiếng anh má má tao nói chuyện này mày cứ việc hiểu đi tao rớt tao ta, ta, ta okay. rớt tao 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 rớt tao rớt cái môn mà mẹ tao bắt tao vô học làm giáo okay. viên chúng mà chứng thì bây giờ hôm nay có lê thùy lỡ mà có chuyện gì lê lê lê, lê thùy ở đây rồi có gì ở bị sức lại dừng dạ, rồi thì anh uh, anh cách một chút là anh thuê nhà và anh là content tờ full time đi thì công việc của anh từ sáng đến tối luôn là đều là làm việc làm việc làm White. việc. Thì ekip của anh hiện tại bây giờ là có hơn 10 người. Ờ, hơn 10 người cho tất cả luôn. là Mà hơn 10 người support cho một mình anh. Cho nên là có anh... có muốn thêm người. À thôi nhưng mà cỡ thì thì thôi. À, khó, mà... khó 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 <laughs> bây ơi khó. Dạ, mời anh tiếp. Thì xong rồi cái... Một năm trước anh thuê một cái căn nhà nhỏ để mà anh làm văn phòng. Ừ. Thì trọng ví là công việc nó phát triển cho nên là có rất là nhiều cần phải mở rộng ra như là nhà nó không thể nào mà chứa đủ người và cái căn nhà đó là anh vừa thuê để mà anh vừa ngủ ý là một cái căn nhà cái phòng là ngủ và ở ngoài phòng khách và phòng phụ sẽ là cái phòng để, vâng, làm việc. phòng để làm việc thì rõ ràng thì càng ngày càng ngày rất là nhiều như là về sample brand gửi nè hoặc là về uh, chỗ fitting, hoặc là về chỗ họp ừ. hoặc là rất là nhiều cái thứ mà liên quan đến công việc á thì à, càng ngày cái căn nó nó càng rất nhỏ và à. không đủ người không chứa đủ 10 người trong cái căn nó luôn và nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống là cái việc mà anh ngủ tại vì cái việc mà em ngủ tại cái nơi mà em làm việc á à. nó làm cho em cái cảm giác là em bị làm biến ừ. nó làm cho em cảm giác là em bị chừng chừ trừ. ừ. em cứ vô em cứ nằm là em cứ ra em cứ cà lết cà lết lết đó em có một quy tắc là không bao giờ đem công việc về nhà đó đó nó giống như dạ, vậy đúng không? còn bây giờ là tại vì bây giờ là anh anh là anh ra thuê nhà để Đâu? anh vừa làm và anh phải vừa ở tại đó luôn ừ. cho nên thì cái lúc mà khách thảo khoảng tầm là gần nửa năm trước thì anh nghĩ á, là chắc là bây giờ mình phải nên mua một căn nhà thứ nhất á, là mình sẽ làm Ê, căn là nhà tờ, đó thật đẹp. Sao anh không thuê căn bự hơn mà anh mua căn luôn? <laughs> Tại vì anh thấy cái việc mà thuê đối với anh cái việc mà thuê thì nó nó tiếc tiếc. Ờ, ừ, giống là... Như là nếu như mà một năm mình thanh toán bao nhiêu đó gần 100 triệu ví dụ như mà một ờ, căn đúng nhà. Rồi đó. Ờ, nhiều mèo Nhiều Thì á, mình cứ dồn em. lại mấy năm mình mua lại được một căn luôn. Đúng rồi. Ừ. Cho nên là anh nghĩ là cái việc cái việc mà anh thuê nó bị tiếc tại vì nó thuê một căn rồi, ừ. cho nên thì anh sẽ mua, thì cái căn nhà mà anh mua thì anh muốn làm nó thất thật là đẹp để mà mình có thể mình quay mình à, chụp tận dụng ờ. cái không gian đó để trở thành nơi làm việc. tại mà. vì cái căn nhà mà anh thuê á là bây giờ nó 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 chỉ là cái nơi làm việc thôi nó không còn góc để mà quay không còn góc để mà chụp tại vì bây giờ mà mỗi lần mà cần quay cần chụp á phải setup rất là cực tại vì đồ đạc xung quanh để rất là nhiều ừ. nên anh mục đích của anh đó là mua nhà để anh làm nó thất đẹp dạ vâng. thì nó cũng là phục vụ cho công việc cũng như là tách riêng cuộc sống giữa à, công việc và giữa cái đời sống của mình là một cái ừ. một cái cách để mà anh đầu tư ừ. vừa đầu tư về cho tương lai vừa đầu tư cho hiện tại đầu ừ. tư cho công việc của mình luôn Đúng rồi. Em nghĩ đó là một cách rất là hay nha mọi người. Nhưng mà anh nghĩ sao về cái việc mình thuê nhà xong rồi tiếp tục mình làm? Như vậy thì cũng có phải là bây giờ mình không có còn vướng ừ. bận về ví dụ như mà bây giờ em đi. Ừ. Em là một bạn content creator nhưng mà em muốn đi du học, ừ. em muốn học cao hơn, hoặc là em muốn đi ra nước ngoài, em ừ. muốn làm ở một cái đất nước khác đi anh. Thì cái, cái 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 tài sản nó còn có anh còn ý nghĩa gì không? Ừ. Bây giờ mình muốn đi một nơi khác mình muốn mở rộng một nơi khác thì cái số tiền mình đặt vô một căn nhà nó quá là lớn. Ê, nhưng mà chị em hỏi thêm for the information là <laughs> ờ, anh cũng bút đích rồi không ừ sao dạ. không sao dạ, giờ nói mà... chung là dưới 3 tỷ một căn nhà không nếu cái căn nhà đó là nếu cái căn nhà đó mà dưới 3 tỷ á, thì nếu mà những 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 anh chị mà người ta rành bình, uh, về về bất động sản á người ta sẽ nói là rẻ à. tại vì cái căn anh mua nó rất là hợp lý về giá à. tại vì cái căn của anh mua là nó cũng nằm ven ven quận 7 thôi không ở ngay khu trung tâm ừ. nên rõ ràng là nét xét về giá thì nó rất là hợp lý ừ. chứ không phải là ý là cái cái món đó là cái món mắc nhất mà anh mua ừ. nhưng mà cái món anh mua xét về mặt bằng chung thì nó không hề mắc nó thậm chí cái giá rất là rẻ so với cái căn chung cư đó về diện tích đó yeah. đó cho nên là cái điều mà anh cảm thấy là ừ nó cũng hợp lý và nó phục vụ cho công việc rồi về cái việc của em á là em tại vì em định hướng của mình định hướng của em đi là em muốn phát triển nước yeah. ngoài đầu tư. em muốn đi du học yeah. thì đó là do định hướng của em thì em sẽ cảm ừ. thấy là cái việc đó là nó chưa cần thiết ừ. nhưng mà đối với anh thì anh đang muốn phát triển thị trường việt nam trước ừ. và anh cần một cái nơi mà mình phải phục vụ cho đời sống của mình là, Gọi là sao cầu tốt ăn gì ăn gì không không phải là không không ăn không là 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 nữa không ăn nữa không đi lập <laughs> nghiệp mà là tao cần làm một căn nhà để ờ. mà tao làm theo ý của tao ờ. và tao cần quay cho nó đẹp đó là một cách đầu tư ờ cho nên anh nghĩ là đến từng bây giờ anh mua nhà nó là làm cái dạng đầu tư cho công việc của mình, và nó giúp cho mình phát triển nhiều hơn, cũng là nó giúp cho mình là người ta hiệu quả hơn cho công việc. Bây giờ anh ngủ đâu? Anh hiện tại bây giờ là một tháng nữa. Một tháng nữa là nhà mới xong. Còn bây giờ thì anh vẫn ngủ ở studio cái cái đó, đó hả? Ở mẹ anh, tại vì anh cũng mua tặng mẹ anh cách đây một tháng trước. Mình mua mấy căn à? Hai căn, hai căn, một căn cho mẹ, một căn cho anh. Cái căn cho anh anh mua nửa năm trước, còn căn cho mẹ thì anh mua một tháng trước. À. Chắc là những bạn đang coi video này nên là ghen tiệm đúng không? Ờ, nói chung mới là có rất là nhiều bạn Khi mà anh chia sẻ những câu chuyện này là tại vì anh anh rất là thoải mái cái ừ, việc em chia sẻ luôn á ờ, bất ngờ anh anh rất là thoải mái cái việc chia sẻ anh biết là thời điểm hiện tại khi mà anh chia sẻ những công việc vào về kinh tế về kiếm tiền á anh sẽ biết là có nhiều bạn người ta sẽ bị áp lực động chân lứa nhưng mà đối với anh á thì anh nghĩ là anh cần phải nên chia sẻ những câu chuyện này để mà mọi người thấy được cái việc á là Uh, thà dành thời gian để kiếm tiền còn hơn là dành thời gian để tiết kiệm tiền ờ mm. uh. cho nên là đó là lý do vì sao mà anh nghĩ là anh có mặt ở đây tại vì nè khi từ ngày xưa anh cũng không nghĩ là mình sẽ có thể có được hai căn nhà ở tuổi 23 mươi uh. ờ nhưng nhưng anh đã làm được thì anh tin chắc là là bất kỳ một bạn trẻ ngoài kia khi mà mọi người coi cái clip này thì mọi người cũng sẽ nhìn lại bản thân của mình và mọi người sẽ có một cái sự động lực mạnh hơn ừ. tại vì anh chia sẻ những cái câu chuyện Ủa? này không phải là vì anh khoe không khoe thì đúng đó khoe thì cũng đúng đấy <laughs> tại vì mình flex mà tự tự hào mà nhưng mà anh anh muốn cho mọi người thấy được rằng là anh anh cũng đã từng là một đứa không có ngoại hình anh cũng từng là một đứa rất là đục rẻ nhút nhát và ừ. anh thậm chí từng là một đứa bị người ta khinh thường ừ. tại vì do mình không có bằng người ta cho nên thì với cái sự đó và anh là một đứa rất là máu liều ừ. và anh là một đứa cũng rất là không phải bất chấp nhưng mà sẽ bằng mọi cách để mình chinh phục được cái mục đích mình đặt ra ừ. cho nên là đó là lý do vì sao mà anh luôn luôn nói với mọi người rằng là cứ thử đi cứ ừ. cố gắng đi okay. tại vì một nếu mà mình thua thì mình chơi lại đúng không bù thì dáng khác mình chín nút nhưng mà nếu mà mình chín nút thì mình gom cả sòng đó con chỉ là vậy nhưng mà mình ba cào thì sao nhưng mà ví dụ như mình cào là mình bù luôn luôn tới. thì sao? <laughs> anh nghĩ rồi nè khi mà em sống á khi mà em biết điều khi mà em à. có sự gọi là có sự uh, làm việc đi anh em 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 có quan em em có nghĩ đến cái việc là có tổ nghề trong ngành này không đúng rồi em nghĩ ờ. là những cái gọi là khả năng trong cuộc sống này đều đều possible hết mọi thứ ừ. đều có thể cho nên em không nghĩ là cái gì là không thể đâu. đó thì uh, anh nghĩ là trong cái ngành này thì cũng sẽ có tổ nghề tổ nghiệp và mình phải luôn luôn là quý trọng cái nghề của mình ừ. cho nên anh nghĩ, mình mình nghĩ là hơn. thứ nhất là biết điều để cho tất cả những mối quan hệ xung quanh họ sẽ luôn luôn nếu mà mình có chuyện gì đó họ sẽ dành tay giúp, giúp đỡ, đỡ. Dạ vâng. cái thứ hai nữa là mình phải luôn luôn quý trọng công việc của mình và à. không có được than được thang, đó. Thang ừ, gì không đó? được than ý là than ôi làm này cực lắm trời ơi <laughs> mọi người không biết đâu cần tới không được ngủ nha ý là anh anh cảm thấy anh rất là ghét cái, cái, kiểu, mà có uh, nhiều người lên thang cái con nghề cái nghề này nó cực thật sự ờ anh anh không hiểu sao mọi người Thôi, lại thấy cực không em đang nghĩ là giống như cái 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 cảnh mà cái con nhỏ hồi trước mà học trung cấp 3 của em nó thi được 9 điểm em được có 7 điểm thì mình nó than ừ đúng nói rồi nó than là ôi ơi sao được 9 điểm được 10 điểm uh, sao được tôi ghét mấy đứa đó như mà ờ. tao cực kỳ ghét luôn tại vì sao tại vì anh học rất thật, ấy, nói, anh, nói, anh học rất ngu me too. <laughs> anh mày học giỏi tiếng anh mà đúng không dạ cũng không 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 lắm nhưng mà thật sự là bực mình em giỏi mà, giỏi không anh mà em mà, không mà. Giỏi, nhưng mà em anh... bực mình với cái đứa như vậy ừ nó mấy đứa là biết bị đó em còn <laughs> đối với anh á là anh anh cảm thấy là anh rất là không thích những cái bạn mà cứ linh thang là ừ làm cái nghề này cực lắm làm nghề này ngủ được mấy tiếng làm ừ. nghề này bị uh, mỏi chân mỏi miệng mỏi cổ hay là nhức đầu ừ. hoặc là stress này kia tại vì cơ bản là nghề nào cũng cực nghề ừ. nào cũng có cái khó của nghề nào ví dụ dạ, bây giờ mấy anh chị làm marketing đi thì họ sẽ bị stress và nhức đầu đúng không dạ, hoặc là mấy anh ví dụ mọi người chạy rap, giải đáp thì shipper đi ừ. mọi người sẽ bị mệt bị thì bản thân của mình là mình cũng sẽ mệt nếu mà mình làm việc nhưng mà đó đang làm mình phải biết quý trọng cho nên là anh rất là ghét cái kiểu những cái lên mà cứ thay vì <laughs> công việc nói chung là mình cứ ừ, biết ơn, rồi. biết ơn tất cả những ừ. thứ mà cuộc sống nó ban cho mình và những cái khó khăn, những cái thử thách hoặc là những cái cơ hội bây giờ là em nghĩ là nên biết ơn tất cả những cái khó khăn thì giúp chúng ta coi như có kinh nghiệm hơn coi như là gọi là già đời hơn và những cái cơ hội thì giúp chúng ta có thể gọi là vươn đến một cuộc sống mà tốt đẹp hơn. Rồi 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 bác tài mình lá câu hỏi là câu hỏi là thứ tư lá bài thứ sáu mọi người nha. Tự do tài chính có tầm quan trọng như thế nào với bạn? Đặc biệt là trong thế hệ Gen Z, bạn đã đạt được chưa? Nếu chưa thì do điều gì cản bước, nếu rồi thì đã trải qua những thử thách nào để đạt được tự do tài chính. Trời ơi. Em thực sự là em thích cái câu hỏi này. Thích quá. Để cho miếng em cho trả lời miếng như quý vị dễ nha. Thì em 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 không dám khẳng định là em đạt được tự do tài chính, nhưng mà em có thể thoải mái mua những món đồ mà em yêu thích. À, ví dụ như cái quần cáo hồi trước nha. Cái lúc mà em năm 19 hay 20 tuổi. Thực sự là cái đồ mà em mặc đó mệt <laughs> hay gớm lắm mọi người ơi em thực sự là em không thể đồ, tin được đồ 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 mẹ bán đúng rồi <cười> <cười> đồ mẹ bán mà mẹ em bán đâu có bán đồ nữ đâu mọi người bán đồ nam hả? dạ thuyết chưa thuyết chưa anh nhớ có mấy clip là em chia sẻ là em 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 khoe là đồ mẹ em bán này nữa kia rồi có yeah, em, nhưng em, mà... em có livestream em bán nữa mà đúng không dạ yeah, đúng thì hồi đó là tầm đó là em livestream em bán đồ của mẹ thì em thấy đồ cũng đẹp đi và cái suy nghĩ của em cũng phóng khoáng cho nên là cái đồ đó tầm tuổi là tầm tuổi ba em nhưng oh. mà em bận luôn bởi vì nói 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 là không có nổi nghiệp nha phóng khoáng dạ, nha rất là phóng khoáng uh, ừ. thì uh, nhưng mà cũng uh, gọi là nhờ nhờ ơn trên <laughs> nhờ sự yêu thương của mọi người nhờ sự ủng hộ của mọi người và em, em có em có nhiều may mắn trong cuộc đời của em cho nên là em làm công việc content creator và ngoài ra thì em cũng có kinh doanh online trên thành ra là em đạt được một cái số tiền nhất định để em uh, uh, gọi là mua những món đồ em thích Và uh -huh. Ngoài ra để em phục vụ cái mục đích học tập của em. Ôi, em thích đi du học kinh khủng mọi người em thích đi ra nước ngoài em thích trải nghiệm cuộc sống của một người mà không phải là uh, gọi là quê hương của mình. Ừ. Cho nên thành ra là em có đủ tiền để em có thể xoay sở việc uh, em sẽ sắp tới em sẽ đi uh, học một cái nước và uh, nước ngoài đó uh, rồi em cảm thấy rất là may mắn. Và những cái rào cản nhất định mà em đã gặp được, trời ạ anh anh Duy uh, đã từng trải qua cái cảm giác mà mình sợ là mình không có tiền để mình <laughs> ví dụ như trả tiền nhà, trả tiền điện, trả tiền nước chưa? À chắc chưa đó ha, tại mình có tiền trước đó rồi mà, đúng không? <laughs> em gia đình em thì cũng không có khá giả gì nhưng mà cái lần đầu tiên mà em năm 2022 em chuyển ra ở riêng với mọi người. Em rất là sợ mọi người. Em sợ là em không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà em vẫn cứ dọn rồi ở riêng thôi là cứ tháng 1 2022 là em dọn vào căn nhà đó. Tới tháng 6 là nói chung là có nhiều biến cố xảy ra những cái sự kiện trong cuộc đời mà nó khiến cho em không còn có một cái uh, một cái flow kiếm tiền liền mặt như vậy. Em hết tiền mọi người. Rồi em cũng quản em em kêu thế rồi chết rồi kiểu này rồi không có tiền trả tiền rồi sao rồi đền hợp đồng rồi sao rồi, rồi tiền đâu mà trả rồi nhà cũng không có tiền. Cái xong rồi em bán nữa bán quần sà lõn Trời Cả, ơi. Có 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 Danh chí à danh chí bán quần sà lõn liền mọi người. Là mình à, bán quần bán áo mình rồi mình chuyển cách, nói chung là không có cách này có cách khác. Cho mà em cũng cố gắng xoay sở lay lắc được hai ba tháng thì mọi thứ nó quay lại quỹ đạo bình ừ. thường, mọi thứ ổn định lại thì cuối cùng em cũng có tiền trở lại nhưng mà nó có những cái rủi ro nhất định khi mà tự do tài chính, có nghĩa là khi mà mình đã tự do rồi thì có nghĩa là không ai bên cạnh mình. Ừ. Thật sự cái con đường đó em đi, mặc dù em rất là tự do nhưng mà bởi vì em đi quá nhanh, em đi một cách độc lập cho nên ừ. ra là không có ai đi bên cạnh em hết. Anh có cảm giác được không? Đôi khi mình cảm thấy mình cô độc trên con đường này luôn á. Ờ, ba mẹ cũng không có bởi vì ba mẹ không thể hiểu được cái công công việc này quá là mới mẻ. Xong rồi bạn bè thì cũng có những công việc ổn định của họ cho nên thành ra là mình đi một mình cho nên thành ra là rủi ro rủi ro mình cũng chấp nhận một mình. Thành ra ừ. những cái rủi ro đó mà khi mà ập đến đó rất là rung rẩy rất là sợ hãi nhưng mà em nghĩ là khi mà mọi người trải qua những cảm giác đó rồi thì mọi người nên dành khoảng uh, maybe một tháng hai tháng để mọi thứ ổn định trở lại bởi vì sau cơn mưa thì sao anh trời, trời uh, mưa <laughs> tiếp à, có rất nhiều cơn mưa trong cuộc đời này em ơi, yên tâm kiểu như là quăng miếng là không có chụp được sau cơn mưa trời lại sáng mọi người nha ừ. rồi đó là những cái chia sẻ và những cái rủi ro của em còn anh đã từng trải qua những cái rủi ro Và em nghĩ là mua hai căn nhà thì chắc chắn chắc chắn tự do tài chính là freedom là everywhere rồi đúng không anh nói chung là anh anh cảm giác cái sự mà tự do tài chính đó nó mang đến cho mình cái sự tự hào à, tự tức là khi quá. mà mình gặp người này mình gặp người kia mình có thể tự tin à, mình là mình vâng. có khả năng kiếm tiền đúng nuôi rồi. sống cho bản thân cũng như là mua quà cho bố mẹ đi đó thì uh, cái cái điều tự hào nhất của anh đó, đó chính là anh làm được cái điều đó tại vì từ hồi xưa thì tại vì tại vì do anh là cái dạng anh là cái dạng kiểu kiểu kiểu, kiểu ở ở nhà kiểu công tử hiểu không Ôi, con gì một gì đó à, kiểu được cưng chiều ý là nhà anh là ba mẹ anh là kiểu như là khá giả ba mẹ anh là khá giả với lại có cái gọi là cơ bản á ừ. ba mẹ anh là cuộc cuộc sống mình là là khá giả cơ bản là là là, là khá giả bản. hay là cơ bản cơ bản cơ bản cơ cơ bản cơ Ngay, cơ, cơ, cơ bản và bản khá giả cơ một xíu. Bản. Đó <laughs> cho nên thì uh, trộm vía là từ lúc mà anh sinh ra thì anh chưa có từng vô giai đoạn là bị áp lực về kinh tế tại vì à. do ba mẹ anh là tức tại vì anh là con một cho nên tất cả mọi thứ là ba mẹ dường hết cho anh luôn ba mẹ ba mẹ gọi là ba mẹ yêu thương rất là nhiều ừ. đó đó là cái đó là cái điều mà anh may mắn may mắn có được từ đó tới bây giờ nhưng ừ. mà tại vì do về cái sự đó cho nên thì anh lúc mà anh học năm nhất năm hai á thì thay vì cái thời điểm đó là có rất là nhiều bạn là người ta đi uh, làm bạc tham ừ. thì anh không có đi làm anh cứ đi học thôi rồi anh về đi tập gym anh đi chơi đi cà phê rồi xong Rõ rồi có rất là nhiều người quen thì kiểu như là những bóng cái mối gió, quan hệ... bóng gió họ nói là uh, họ họ hay so sánh ừ. họ hay nói là ừ uh, con của cô này uh, đang đi làm mặc dù nhà cổ giàu lắm nhưng mà vẫn đi làm ừ. rồi bạn ghi chỗ giỏi lắm đi làm chỗ rồi thằng bé này nó nói là nó đi học xong xong nó sẽ đi làm ý là họ bóng gió để nói với à, cái việc ý là, nói về mình là anh ừ. không đi làm nhưng mà lúc đó thì anh lại nghĩ là mình, mình 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 lúc lúc đó thì còn nhỏ đi, mình nghĩ là ủa thì giờ ba mẹ mình lo cho mình rồi. Bây giờ mình cũng đủ tiền, bây giờ ba mẹ mình cũng đủ tiền, ba mẹ mình cũng đủ lo cho mình tiền ăn tiền học rồi thì thôi bây giờ mình đi làm thì sẽ mệt thôi mình không làm. tốt thôi để mà anh suy nghĩ như vậy. Ừ. Cho nên thì anh không đi làm. Nhưng mà đừng bao giờ bắt con cá nhảy lên cành cây. Ừ. ý là bản thân của mình đã không thích rồi thì đừng ép và đừng nói bóng gió ừ. nhưng mà khi một khi mà họ đã tìm được cái thế mạnh của họ là họ tìm, làm việc ngày đêm đúng tìm được cái bể của họ rồi bể cá đó cuối cùng là tìm nó được bơi là nó rồi. bơi ra biển bơi ra um sâm ừ nó từ ao nó ra sông ra hồ đó. ra biển thì có là bây giờ mới nói là cuộc anh luôn luôn có một cái quan niệm là cuộc sống này mình đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một người nào ừ. có thể khi nào họ tệ khi nào họ tự cốt cách đó thì mình khinh thường <laughs> ừ. chứ nếu mà hiện tại họ không có nhiều không không không, không nhiều có điều, tiền ừ, không, không nhiều có nhiều kinh kỳ. tế ừ, dạ, vâng. thì đừng bao giờ khinh không thường Tại vì dạ. anh đã từng là một đứa như vậy và anh ừ. từng bị khinh thường cho nên ừ. bây giờ anh nói thiệt là có một cái điều tự hào hơn nữa là những người mà hồi xưa họ khinh thường với anh đó thì anh rất là muốn ước gì một thời gian trong cuộc đời mình vô tình chạm mặt lại họ <laughs> đó, anh, rồi, 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 rồi. Anh, anh đang từ từ, từ. anh sẽ vô tình chạm mặt lại họ và, và... Ờ, trên anh sẽ tự đứng trên đôi chân của mình mang đôi uh, lv trên một chiếc xe bm chẳng hạn anh là sẽ, lamborghini chẳng anh, hạn anh sẽ tự định hướng anh sẽ tự vạch ra con đường của mình nhưng trên vô lăng của anh là cái uh, lamborghini <laughs> hoặc là anh sẽ tự gánh vác của mình trên đôi vai của mình mà mang một cái tấm ở xe đồ bát hoặc là anh sẽ tự là một người biết chủ động quản lý thời gian mà trên tay là để có đồng hồ húp lót quá đó. hay đi ơi tuyệt vời cho nên là các bạn phải cố gắng thật nhiều để khi mà gặp lại những đứa mình ghét hoặc những khi gặp lại những đứa mà đã từng ghét mình để cho nó tức chơi rồi đó. bây giờ bây giờ nè cho một cái gọi là ba giây biểu cảm khi mình 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 lướt qua những cái con người mà đã từng gọi là kinh thường mình đã từng không thích mình đã từng gọi là cái gì chê bai mình à một cái biểu cảm rồi ba hai một rồi quát cái vai quát cái giỏi đi quát cái giỏ đi không vậy thôi vậy này đây. này gặp à, dạ. yeah. đứa cái đường mình đúng không đây uh... rồi đây tuyệt vời nhẹ nhàng thật sự không thật mọi người nói chung là nói chung mới là cái này chia sẻ thật luôn nha là mình đã từng là một đứa bị khinh thường bởi vì mình không có nhiều tiền ừ. mình không có nhiều về ngoại hình hoặc là nhiều về cái uh, năng lực tài năng của mình nhưng mà theo như mình thấy thì mọi người không nên khinh thường bất kỳ một người nào khi mà người ta không có tiền là khi những người tệ thì cốt cách đi thì mình yeah. khinh thường họ thì mình không nói còn lần ừ. này những người mà bạn đừng bao giờ khinh thường người ta tại vì sẽ có một ngày biết đâu người ta bật lên một cái là lúc đó bạn mới là người quê đúng chính xác kinh khủng luôn đó em kinh khủng rồi mời anh duy mình là okay. mà tốc độ cho kịp kịch bản mọi người ok ai? rồi rồi đốt cháy với đại người. nếu có một cuộc họp với tất cả các phiên bản to uh, bản thân từ quá khứ đến tương lai <laughs> bạn sẽ nói gì em trả lời trước thử đi em trả lời tự nhiên vậy thế anh đó anh nói đi <laughs> nếu mà Giang sẽ dùng từ là cảm ơn tại vì phải nhờ những cái phiên bản trước đây của mình thì anh mới có thể có những cái bài học để có thể giúp cho mình phát triển và giúp cho mình hiểu được rằng là mình sai ở đâu và mình chưa tốt ở điểm nào cho ừ. nên là anh anh luôn luôn muốn đối diện với lại những bản thân của anh trước đây ông cái đây là quá khứ rồi tương lai thì sao à, quá khứ còn với tương lai hả với tương lai thì anh cũng chưa biết là tương lai mình sẽ có được như cái play mà mình dạch ra hay không nhưng mà à. anh sẽ cố gắng thật nhiều để cho tương lai của anh là nó cảm ơn anh ở hiện tại à, đi, đi, đi. như là em thì tất cả phiên bản của bản thân từ quá khứ đến tương lai bạn sẽ nói gì vậy em nghĩ là học chăm chỉ vô mong là uh, bạn của quá khứ và bạn của tương lai luôn luôn chăm chỉ học tiếng anh bởi vì tiếng anh là chìa khóa để có thể bạn uh, đi tiếp đến uh, xa hơn nữa cả tương lai trở rồi tời, câu khóa tôi bị chết chết giờ kỳ danh sách gì gì <laughs> không rồi. được anh ơi anh không chỉ cần một người khác anh cũng cố gắng tiếng thái, thái rồi đó ta, anh. Thái, ta thấy dạ, thái, thái ta thái dạ, so so được không ta thái dạ được. rồi khắp thuốc con bồn chưa bé duy na khá việt yeah, nam yeah. à. rồi cái lịch của em đúng không ta rồi tới right. hai đó hai ơi ok đến anh nha không hình như của anh của em đến em của em, em đó bé em à, vậy đó, hả? em, hả? rồi, em đó, rồi em bây giờ Tới em à okay. rồi em skip rồi rồi tình 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 thời đen cái con cơ mập ở... cho em ơi em thở từ 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 cho em xin được phiêu ủa bảy 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 <laughs> em phải lật cái dáng này trước không em phải lật cái dáng này trước rồi em mới em mới chơi cái này luật á là do ai đặt ra con người đặt ra nếu như mà mình muốn rồi xong mày lộng quyền mình phải thay đổi luôn mày ý nhà mày mày lộng quyền không 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 nhà em để có quyền okay. xin the future xin the future em, mọi người nha mày để một cái lá gì lên đây nè Đợi con cá mập cũng được nhưng mà sợ hư tóc thôi đó không mấy ăn cá mập được không ta mấy tao cởi cái mập con câu cá mập được không ta chứ đội sợ hư tóc hay là cả ba câu ba câu nào cũng khó bé <laughs> cả ba câu câu nào cũng khó nhắm mắt lại đi ừ. Dạ bây giờ em cứ đổi thôi hả? Ừ. Rồi. Rồi mở mắt đi uống ba la. Rồi. Điều mà bạn đánh đổi khi làm công việc hiện tại. Điều mà em đánh đổi hả? Đánh đổi gì đâu ta? à Cũng không đánh đổi lắm. Em thấy mọi thứ nó vào chỗ của nó. Ừ. Dạ mọi thứ đều an vị hết rồi. Em ừ, đánh đổi thì chắc là. Uh, đánh đổi sự riêng tư à. Bởi vì khi mà làm công việc này. Khi mà được nhiều người biết đến rồi. Thì ừ. đi ra đường kiểu như. Kiểu như mọi người. Kiểu anh có bao giờ chạy qua ừ, cái ừ, cây ừ, ừ, đang đi cái ừ. ơi, ơi bà này quen lắm nè mà tự nhiên đang đứng cái chỉ với mặt em vậy nè ừ. cái em ơi ôi nhìn chị cũng quen lắm nè Ủa à. hờ ăn sai kiểu vậy à, nhưng mà em nghĩ là cái đó là cái đó là cái giá phải trả và em nghĩ đó là một đôi khi đó là một cái ơn bởi vì khi mà em đến quán cà phê hay là một cái quán ăn mà người ta biết em á người ta cho em thêm phần anh trời ơi gửi nào gọi là gửi rất là cảm ơn đến những cái quán cà phê và những quán ăn đó hồi xưa anh rất là nhiều bạn nhưng mà tại vì do bây giờ là một khoảng thời gian này người ta rủ anh anh không có đi chơi người ta rủ anh anh cứ hẹn hôm nào hôm chết nào rồi, hôm rồi, nào chết rồi. Nên chắc là mấy bạn đó bây giờ thấy một năm rồi bớt rủ đúng rồi tại có bởi vì khi mình cứ từ chối mãi thôi tại thì... vì tại vì tại vì vậy nè anh là bây giờ anh làm full time nên anh không có thời gian để mà anh dành cho bản thân của mình anh không đi cà phê không đi ăn không đi tập gym nói chung là anh không có thời gian để làm đi về làm, làm việc cá nhân á nhưng mà anh cũng không có trách việc đó tại vì cái đó là anh thích anh à, rất thích là à, mở mắt à. ra đi quay đi chụp cho ừ. dù có mệt cho dù có đau hận ừ. cho dù có buồn ngủ nhưng cái mà anh vẫn vui là, dù đó. là công việc nhưng mà anh cảm thấy nó giống như là một cái anh một rất cái thích. trò chơi một cái Đúng. giống như là mình mỗi là một, một cái chiến của mình đi livestream hoặc là một chiến đi chơi anh, của mình một anh, chiến anh hỏi nha giả ngoại hồi hơn. xưa hồi xưa em thích là đứng top đầu trong lớp học về điểm số hay là em thích đứng top đầu trong lớp học về văn nghệ trong trong trường về văn nghệ thôi đương nhiên điểm số rồi anh đó là mình khác nhau đó à. Ờ, học rất ngu Nhưng mà tao luôn luôn muốn là bất kỳ một văn nghệ nào tiết mục tao phải là nổi bật nhất Cho nên bây giờ đối với những phiên lai quan trọng đó, thì anh anh không có bị áp lực quá nhiều Và anh sẽ làm một, một cái buổi trình diễn Một à. cái buổi biểu diễn ừ. trên văn nghệ ở trường Tại Hay vì ở rất là mê Đó, nó là vậy đó Ồ, à, cho nên thành ra là thực sự anh không có, anh ừ. không có làm việc tiền là đam không, mê. <laughs> anh, 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 rất đam mê từ ngày xưa là anh được làm công việc này Ồ. và may mắn là công việc này thời điểm bây giờ nó có khả năng kiếm Hay tiền dễ <laughs> ừ cho nên là cái đó, đó, đó là cái điều mà từ khả năng kiếm tiền dễ hả? anh thấy dễ mà. thế là rồi? có nghĩa là gì nè à, dễ ở đây á không phải là ai làm cũng dễ nhưng mà dễ ở đây là gì ví dụ em thường nghe những cái câu những cái câu chuyện mà livestream gọi là tiền tỷ hoặc là chục tỷ nữa rồi đúng không? thì anh nghĩ cái gì có nha? thiệt không anh? có thiệt mà. là cái có thiệt cái đó là, là cái, cái doanh thu. doanh thu doanh thu doanh thu doanh thu cho một cái danh phiên live đúng rồi tổng doanh thu còn mà cái gọi là cái lợi phần... nhuận là hiếm ít rất ít để mình thu về cái lợi nhuận. Tại vì một phiên live ví dụ đi, cái này là chia sẻ thật tại vì chắc nhiều người cũng biết rồi là một em phiên live diễn ra. gì <laughs> một phiên live diễn ra đi thì những bạn mà có live stream á thì sẽ được nhận hoa hồng tùy cách tiêu nha. Nhưng mà chung mình là từ 10 tới 15 phần trăm cho mỗi sản phẩm bán ra. Thì ví dụ bây giờ cái một phiên live 10 đến 15 phần trăm là cứ 100 trăm ngàn một món hàng đó ừ. thì em nhận được 10 ngàn hả? Đúng rồi. Là ví dụ như con gấu bông này 200 ngàn ừ. em nhận được 20 ngàn. Đúng rồi. Nhưng mà đâu phải một phiên live bán một con gấu bông. Đúng rồi em bán thì trung bình là một phiên lai like của anh vận hành đi là anh trung bình là cứ 2 tỷ một phiên lai like. anh bán được 2 tỷ một phiên lai like. thì nếu mà một người bình thường á người ta sẽ nghĩ là wow thằng này giỏi thì chứ là một đêm một buổi lai like nó kiếm được 200 triệu nhưng mà mọi người không có hình dung được là cái chi phí vận hành nó hơn con số 200 chi phí vận hành là gì ạ ekip nè uh -huh. ờ, một phiên lai like diễn ra phải đủ 30 người 30, 30 người, người của tim anh hả? Không, đi anh 10 người và các bên support. Ví dụ anh làm trên chính trên nền tảng là TikTok Shop đi. Ừ. Thì là bên TikTok Shop thì mà vài người ekip vận hành studio phim trường. Ừ. Đó, rồi ekip vận hành. Nói chung là thí dụ mọi người nghĩ đi một phiên live mà bán doanh thu 2 tỷ thì cái số tiền mà content tờ nhận được là 200 triệu. Nhưng mà cái số tiền để vận hành cho một phiên live nó kinh khủng. Nó hơn số hai, nó nó ngang ngửa con số 200 là coi như là cái phiên live đó là coi như là phiên live khó khi nào có lời được tại vì phí giấy hành rất lớn út vậy là vậy là họ ừ. chỉ thấy được con số thôi đúng rồi. nếu như mà mình không có nằm trong giới mình không phải là content creator mà chỉ là một người ừ, xem ừ. đơn thuần thì mình chỉ thấy được con số thôi, mình đúng rồi mình chỉ thấy được những mẫu miết này nọ kia ví dụ như một bạn mẫu đi anh like. ví dụ anh like đi một bạn mẫu trung bình là một triệu một giờ đi mà anh bút phiên live stream anh nghĩ coi phải thay đồ ra liên tục đúng không live stream mười tiếng phải đi phải là thời gian live mười tiếng đi một bạn mẫu một bạn mẫu mười, một 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 bạn mẫu là một triệu. ba bạn mẫu cùng một lúc là thấy ba mươi triệu rồi đúng không? 10 tiếng. Nói như là cái tiền chi phí lặt vặt rất nhiều tiền, ừ. tiền gọi là tiền bồi dưỡng thêm khi bị Thì OT, à. hoặc là những cái tiền gọi là chi phí vận hành máy móc này kia thôi, ừ. thiết bị đèn ánh sáng. Sự. Nói chung là mọi người chỉ nghĩ cái bề nổi là kiếm được uh, phiên lai like hai uh, doanh thu hai, hai tỷ. Nhưng mà để doanh thu hai tỷ đó là mọi người phải dành rất nhiều thời gian cả tháng chờ để mà làm điêu, ừ. hợp nè, plan nè, thời gian nè, rồi công sức trong sức đó là phải nuôi cho được 10 nhân viên trong ừ. một công ty của anh đó cái là nếu mà xét ra liệt kê là chi phí nó kinh khủng lắm ừ. cho nên đó là vấn đề là mọi người chỉ thấy được cái bề nổi là 2 tỷ là chỗ chắc là bạn này kiếm được 10% phần trăm ngon quá nhưng mà nó nó Chứ là... con số 2 tỷ là con số mọi người thấy nó còn nó còn những cú của đúng. công việc livestream của công việc content creator ừ. và em nghĩ là những cái công việc này đôi khi nó sẽ có những cái thứ mà bởi vì nó có quá là mới mẻ đi đúng rồi, cho đúng nên rồi, là đúng người rồi. xem người theo dõi và uh, không phải là người làm trong công việc này á, thì sẽ đôi khi là chúng ta sẽ còn khó có thể hiểu được cho là nên, lý do tại sao người cho như nên, vậy cho nên là, là 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 nó có nhiều cái mặt trái á dạ nó rồi. có nhiều cái mặt gọi là nhiều cái mặt sâu ở trong cái nghề này. Ừ giống như là tấm bằng chìm bên dưới ha Đúng rồi khó lắm rồi còn ram ma rồi, rồi rồi, ra. chắc là Kinh khủng lắm. để cho mà kịp thời lượng thì là mình tiếp tục đến câu hỏi tiếp theo một tập mới đúng dạ rồi. vâng hai câu nữa nha vô câu này nha trời ơi quá đơn giản cái mặt đó rồi trời ơi đội bình cài thường con cá mập. tưởng đâu là cỡ đấy con cá mặt thì cái tao sợ <laughs> cái đội con cá mặt để bắt cái đùa ờ, gì cái mặt này nhỏ rồi muốn cho em đội tóc giả được không xinh quá có thật sự là phạt chưa hư tóc rồi tới ai vậy cái điều anh sợ là hư tóc tới uh, tìm, em, đó em đó nếu có một ngày để trải nghiệm cuộc sống tỷ phú Bạn sẽ chọn ai và làm gì Ở, Em chưa bao giờ muốn em sống cuộc đời của người khác luôn á Cho nên là Nếu có một ngày để trải nghiệm cuộc sống Anh chơi đi Cuộc sống tỷ phú Nói chung là tỷ phú anh không rành nhưng mà chắc là ở việt nam của mình thì mọi người hay nhắc tới là bác phạm nhật vượng à bác vượng ừ. nhưng mà nhưng mà nếu mà bác là bác trở thành bác chợ? thì anh sẽ chở anh anh sẽ làm những cái điều mà như bác đang làm đó chính là phát triển cái ngành công nghiệp của việt nam dạ, như không? là về xe nè hoặc là quan trọng hơn sẽ làm từ thiện trước đây thì khi mà anh không có nhiều điều kiện á thì anh không có làm từ thiện nhưng mà dần đây á thì anh 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 anh, anh hiểu được một điều là nếu mà em nhận bao nhiêu thì em cũng phải cho bớt á chia sẻ cho mọi người á và cái cảm giác mà anh làm từ thiện rất là vui và ừ. tại vì anh anh rất là ngại cái việc là phải quay và up những cái công việc những cái à, việc làm từ những công thiện việc xa, lên mạng xã, xã hội tại vì như, nếu mà mình như up đó lên á thì nó mãi. sẽ thành là oh. càng lắm yeah. cho nên là ta thường hay không có xe chia sẻ những việc đó yeah. nhưng mà anh cảm thấy là cái cái niềm vui khi mà em giúp đỡ mọi người á. Yeah. rồi anh cảm giác là không biết là tín hiệu vũ trụ hay gì đó mà anh càng giúp đỡ thì, thì giúp... lại có nhiều người lớn hơn giúp đỡ lại mình oh. đó Chứ em là nghĩ nếu là phú thì không? anh sẽ làm những việc đó. Em nghĩ là cuộc sống này nó chắc chắn nó sẽ hoạt động như vậy á, cho và nhận. Đúng nếu rồi. như mà mình cho càng nhiều mình sẽ nhận càng nhiều. Em thử chọn ai? Em á? Ừ. Em chọn ai ta? Nếu như mà sống một cuộc sống để thú vị thì chắc là em chọn Bill Gates. Nhưng mà em em không nghĩ là em muốn cuộc sống của tỷ phú đâu anh. Bởi vì người mà càng nhiều tiền á thì càng sợ dạ thứ ừ. nhất là để cách để mà xài hết tiền đó để cái tỷ phú mà thứ hai là bởi vì người mà càng nắm giữ trong tay nhiều kho báu thì chắc chắn sẽ bị nhiều người dòng gó cho nên là chắc chắn sẽ không bao giờ chắc là một tỷ Ê, phú mày chọn mày chọn cái anh nào mà nhà sách là facebook á chứ à, mày I đi cái, cái này mày khóa hết mày mày khóa hết cái đó <laughs> nhỏ mà là ghét mình ghét ghét, ghét thông minh mình. Khoái hết rồi đó nếu như mà em được là làm một tỷ số, em sẽ chọn là trở ừ. thành anh mát rất em cảm ơn mà, mà, cảm ơn anh mát để cho em một công cụ em mà trở thành anh mát thật sự mày hát vô cái uh, cái messenger của tụi nó mấy cái group của tụi nó mày hát mà vô mà mày, mày bút lít lên hết cho tao mấy cái group mà nó xấu mà đúng, mà đúng tụi nó xấu mấy đứa khác á up lên cái mình cho mấy cái mình tác mấy cái người mà nó xấu, xấu vô cái thôi đừng làm gì coi như là mình sống rồi là mình để lại ơ mới vừa nhắc cái vụ mà cho và nhận <laughs> có cùng nè có người nói gen z lười làm việc nhà không biết nấu cơm nhưng lại sẵn sàng hăng hái đi làm thêm từ sớm bạn có thế không bạn thấy sao sao mà này đúng hỏi em dạ? đi hỏi đúng em luôn hỏi em trước đi hỏi em trước nè thật sự là em thấy là điều ờ. quá đúng không <laughs> em rất là lười việc nhà nha ừ. mọi người giống như là hả? Về cái y chang tao luôn. Thật sự là ừ. sao ta không phải là lười nhưng mà bởi vì em ở một mình anh ừ. anh có cảm thấy là công việc mà khi mà mình đã làm một mình rồi thì nó rất là nhiều ừ. sáng thức dậy xong rồi em tới chỗ quay luôn xong rồi có may be là em đi quay một ngày luôn ừ. còn nếu như những anh chị ví dụ như livestream hả Maybe là mình livestream liên tục mười mấy tiếng đồng hồ rồi thời gian đâu ừ. mà, mà, mà mà mình lau nhà mà mình rửa chén mình nấu cơm đó mọi người mình ăn là bây giờ ăn sao anh? cửa hàng tiện lợi, Đúng rồi. xong rồi mình hả? rẻ hơn nấu cơm nữa. Dạ, xong rồi em đặt đồ ăn qua những cái gọi là uh, ứng dụng công nghệ nó rất là đơn giản, nó rất là nhanh, nó rất là tiện. Và bởi vì em sống trong một cái xã hội mà quá là nhanh đi, nó phát triển ừ. quá là tốc độ với công nghệ thông tin, với mạng internet, mọi thứ nó cập nhật quá là nhanh đi nếu như mà mình chỉ cần sống chậm một xíu. Ví dụ như mình chỉ cần mày thở một cái, là giống như người ta hả vừa đua mà mình mấy trăm mét rồi mọi người ạ à. cho nên là nếu như mà em muốn tiếp tục công việc này em muốn đã vậy công vì tính chất công việc của mình nữa ừ, mình yeah. luôn luôn cập nhật tin tức mình luôn luôn cập nhật gọi là những cái trend thật sự thì em không là đang bao biện nha em không hề biện hộ không nhưng mà thật ra anh anh, thì... anh 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 cảm anh cả biết em đang hộ hộ thiệt <laughs> dạ, cái vâng. điều cái điều mà thấy vô lý nhất mà mẹ em bây giờ vẫn giữ anh đó chính là không ngủ dậy không xếp mền anh thấy rất vô lý là ủa xếp mền làm gì tại sao bởi vì mình sẽ ngủ tiếp tại vì không? mình sẽ ngủ tiếp thì mắc gì phải xếp mền chính xác đúng không anh, anh cảm thấy cái điều đó là cái điều vô lý nhất của cái việc làm việc nhà là phải xếp mền để nhìn phòng cho nó gọn không được nha. mà cái phòng ngủ của mình có ai vô đâu bây giờ cái mền nó tung trên giường thì mình về mình nằm lên một cái một mình đắp nó tiện hơn không mình phải xếp rồi mình phải sổ nó ra lại mà có ai vô phòng mình đâu cho nên mình còn cái gì mà cái niệm gọn ok là mình phải quét nhà lau nhà cho nó sạch thì ok hợp lý nhưng ừ. mà làm gì mà cần phải xếp mền là cái điều mà anh vẫn vô lý ừ. anh vẫn thắc mắc nhất là mắc gì phải xếp mền nhưng mà em có xếp mền nhưng mọi người em khác anh duy em có xếp mền em có làm mà mền gối cho nó gọn như vậy rồi chi để chi không em thích ngủ như vậy. bung ra em là em có thể để đồ xung quanh rất là bừa nhưng mà khi sáng ngủ vậy em 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 không có xếp nha ờ. em hất nó lên giống như cái phòng em khách sạn vô em tấn vô <laughs> em là cho nó như là nhìn có vẻ nó phẳng đi nhìn có vẻ giống như ờ. là ai đó vừa dọn đi nhưng mà thật ra là không có dọn thì em được. thích làm như vậy nhưng mà em mong là anh sẽ xếp mền đi không được ai phải xếp mền đi không. anh anh là gọi là người sao người chuyên cảm hứng quá vô lý tao truyền cảm hứng cái việc <laughs> là, là hy vọng các bà mẹ đừng bao giờ bắt những bạn game đi xếp mền <laughs> tại vì anh thấy cái việc xếp mền nó quá là vô mình cái con thấy cái việc xếp mền nó quá là vô lý rồi gửi mẹ, mẹ đi mẹ, mẹ tên gì mẹ gì mẹ thủy mẹ thủy ơi không không còn gửi mà tại vì anh nói với mẹ mỗi ngày vậy mẹ cũng không bao là giữ được cái tập đó qua rồi đâu. bây giờ em thực sự là họ gửi đến cái bà mẹ là là em mong là trong tương lai những đứa con của chúng ta sẽ có gọi là thấy thói quen xếp mền không nên vui như mọi người không được nhưng mà các bạn phải là xếp mền ừ. phải dọn dẹp nhà cửa phải shipment, để cho mền yên. nhưng mà tung đồ, đồ bình thường ở dưới đất đúng không em dạ vâng tung đồ là bình thường thử em không đó em cỡ này anh cỡ nào không đó rồi 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 có vẻ như là hết rồi. Congratulations. Dạ rồi, để kết thúc uh, buổi có như là buổi trò chuyện ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay thì em xin phép là tặng anh Duy một cái coin, một cái đồng tiền. Nè, nè hai ơi, lẹ lên hai ơi. <laughs> Bay ơi, cái đèn màu vàng buồn ngủ quá à. Nè hai rồi. Rồi ok đó. nha, chỗ nào đây, bỏ chỗ nào đây? Chưa chưa chưa, anh để thương. Okay, Người ok, ta giới thiệu okay. thể lệ uh, chương trình Ê, nữa. Tại giờ nói quên là, rồi. Rồi, bây giờ hả là trong uh, cái năm tiểu hành tinh là bây giờ là năm cái quả địa cầu là năm ừ. tiểu hành tinh thì mỗi cái tiểu hành tinh sẽ tương với một câu hỏi. Thì bây giờ anh Duy bỏ cái coin vào thì sẽ rút được một tiểu hành tinh trong năm tiểu hành tinh này và để coi như là một cái nét trầm lắng nha, cố gắng trầm lắng nha. Trầm thì là trầm keo cho cuối chương trình đó mà kết thúc một cách này. Nhẹ, nhẹ nhàng, vậy dạ không? Mời anh. Hy vọng là cái câu này sẽ là một cái câu mài gọi là benefit ta gọi là gì? Tính nhiều vũ trụ hết ta ủa phải không ờ ừ, manifest à, manifest manifest ê ta làm gì với Brandy ta lộn á benefit là cái quyền lợi còn cái manifest là ê vậy đó ủa ừ, bỏ vô là cái ta gì ta đó đổ. xuống chưa rồi lăn à xuống đi anh à ủa phải chỗ này không có Bút thẳng không, thẳng dưới... Bút thẳng vô rồi quả đã thầy ơi rớt này chưa hay À, sai cái Tàn, nữa. Rồi, màu xanh à, mình mở ra đúng không ta? Dạ, ê, đúng đây, rồi Thú gì vậy trời Thú gì vậy mà mở ra đúng Hình không? Hình như xoay hả? Wow! Trời, hai đọc câu hỏi luôn. Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt? Câu hỏi quá đã, cho hỏi ngay cái câu hỏi luôn. Em nè từ từ cho em chia sẻ một thông tin là trước khi mà họ đến với câu hỏi và cái game này ừ. thì em đã thấy câu hỏi này qua rồi, dạ vâng. Ừ. Thì em mới gọi là cá cả, cả với lại bờ gọi là ban tổ chức và chương trình thì không biết là anh đi sẽ trả lời gọi là câu hỏi như thế nào thì mời anh duy nếu như mà anh duy trả lời ví dụ như mà em theo quan điểm của em đúng đó, thì em sẽ được mời trang ốc còn nếu như mà chương trình đúng á thì chương trình gọi là em mời chương trình đàn ốc dạ vâng em muốn cơ cấu không không ạ muốn uh, thoải mái đúng không <laughs> em muốn sự bất ngờ điều gì khiến bạn trở nên khác biệt <laughs> cái khác biệt của anh là anh chưa từng khác biệt có nghĩa là từ đó đến tận bây giờ cái ngày đầu tiên mà anh xuất hiện trên mạng xã hội đến ngày hôm nay thì anh vẫn giữ riêng cho mình cái gọi là cái sự cái sự cái thật ờ à, ừ. có những cái câu có là cái màu của mình cái sự thật của mình có những cái câu nói mà anh nói là tuy thô nhưng thật đi hoặc là có những cái điều mà mình chưa từng phải cố tình phải diễn ở trên ống kính anh chỉ có một cái điều ý là cái ngày đầu tiên anh bắt đầu anh làm xô xô những clip đầu tiên anh làm chơi chơi đến tận ngày hôm nay thì bé duy đợt đó và bé duy bây giờ vẫn y chang nhau khác một cái là bây giờ anh kìm lại là anh không còn chữ thề thôi <laughs> em hiểu không Thật sự? anh không còn chửi thề đó nhưng mà còn về những cái cá tính của mình hoặc là cái sự gọi là cái sự xéo sắc của mình hoặc là những cái sự ngang tàn của mình hoặc là cái sự liều lĩnh của mình anh vẫn giữ nguyên từ đó đến bây giờ có là cái sự khác biệt cái sự giúp cho anh trở nên khác biệt và tồn tại ở cái nghề là này là cái gì là cái gì đó chính là cái sự cái có phải là cái quan điểm cái suy nghĩ của anh về cuộc đời này không đúng rồi đúng không đúng rồi quan điểm của anh Tầm suy nghĩ của, của mình, anh, mình. nó tư duy của mình đó và nó nói là nó không có bị đánh mất bởi rất là nhiều khía cạnh ừ, mình, mình không mình bị đánh mất nhạc. mình nhưng mà mình không hòa tan đúng cái là mình không có bị đánh mất mình bởi tiền bạc nè, bởi danh vọng hoặc Chính là xác. những cái gọi là những cái mình phải cố tình diễn. Được. Đấy là anh anh thấy là có 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 nhiều trường hợp đi là mọi người khi mới bắt đầu á và khi rút sau á mọi người bị đánh, đánh mất cái màu dạ, của mình. Vâng. Mọi người bị gọi là mọi người Mày bị diễn qua phần... mọi người bị diễn trên cái tại vì mọi người bắt buộc phải diễn cái nét đó cái nét nét đó đó yeah. nhưng mà đối với anh thì anh luôn luôn muốn giữ lại cái nét của mình ừ. anh chỉ có việc thay đổi là anh không chửi thề anh không còn chửi ừ. thề trên sống <laughs> mình còn cái chuyện mà đằng sau camera thì thì là vẫn là con người của mình ai nói gì đâu đó thì đó là cái điều mà anh anh nghĩ là giúp cho mọi người giúp cho mình đến gần chính hơn xác. với mọi người đó chính là ngay từ đầu đến tận bây giờ là mình còn giữ nguyên trên xác em nghe ngóc không bé đừng ngóc không được, đừng được ngóc rồi, <laughs> rồi chúc mừng rồi sao mà kiếm rồi em nghe từ đẹp nói với chương trình rồi cái điều mà làm nên khác biệt anh Duy ừ. đi khác biệt chính là tư duy của anh duy Ừ. là ngay từ đầu đó đã đã là khéo với số đông rồi khi mà mình đó mình thay vì á mình đi học luôn cái gọi là cái nghề mà làm ừ. giáo viên mầm non mình mình đăng ký vào trường nhưng mà mình không có gì mình đúng phải rồi đi đúng học. rồi mình phải thuyết như vậy mọi Ê. người cái tư duy quá là khác biệt anh, đúng một điều gì nè là cái cái tư duy là cái rất là quan trọng dạ, nha vâng. có là cái cái, cái, cái tư duy của anh á là ngay từ hồi, hồi 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 lúc nhỏ đi anh đã rất là muốn làm những điều liên quan tới nghệ thuật và anh đặt ra mục tiêu và anh cứ đi tới thôi cho Đấy. dù bên ngoài họ có chửi hoặc là cho dù mẹ anh có bắt anh phải làm giáo viên hoặc là cho dù có bất kỳ cái điều tiêu cực hoặc là có những người đã từng nói anh là anh không thể nào làm được bởi vì anh không có năng lực ừ. ví dụ như thời gian lúc đầu đi thì khi mà anh làm youtube là cái thời gian đầu tiên thì anh chọn ra là ừ anh làm về stream anh làm về uh, beauty hay anh làm về uh, food review hay anh làm về travel blogger thì nếu mà những cái uh, gọi là những cái công việc đó, đó những cái mảng đó thì họ phải bắt buộc có rất là nhiều cái gọi là ví dụ đi em làm về food review thì em phải am hiểu về ẩm thực ừ. chứ không có vụ mà vô chơi 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 đến lên vai Ừ. là em sẽ bị mất hút liền ừ. đó hoặc là em làm về travel em phải cần rất nhiều tiền Độm. và cần sự sức bền bỉ và ừ. không có mệt yeah. em cần về beauty thì em phải nắm rất chắc về kiến thức hoặc là em cần về gym thì em phải hiểu rõ được về chế độ cũng giống như là những cái khẩu phần thì ừ. anh là mỗi cái đó anh biết được một chút một chút một chút cho nên là anh chọn là lifestyle ừ. nhưng mà có nhiều người nói là ủa bây giờ chọn lifestyle người ta không nhớ mình người ta không nhớ tới mình ở một cái mảng nào thì sao mình thành công được thì anh nói là ủa chỉ cần người ta nhớ là mình tích cực thôi ừ. chỉ cần người ta nhớ là mình có một cái nguồn năng lượng nó tươi vui là đủ rồi ừ. thì đó là ngay từ đầu là cái tư duy của anh nó đã nó đã Nói đúng là, là như vậy, vậy. Dạ vâng. cho nên bây giờ Đi những thắng. cái mảng đó thì hầu như cái mảng nào anh cũng đã làm qua rồi nhưng mà anh anh không phải là chuyên về từng mảng mà anh sẽ review theo cái trải nghiệm của mình dạ thật sự là Em cảm thấy rất là gọi là truyền ừ. cảm hứng, một cái nguồn động lực to lớn và nếu như mà anh Duy có một cái lời này mà gửi đến những các bạn trẻ ngoài kia, những cái bạn trẻ muốn tự lập về tài chính, những cái bạn trẻ muốn ừ. bước đi trên đôi chân của mình và những bạn trẻ muốn dám suy nghĩ khác biệt, muốn gọi là liều lĩnh, dám thử ừ. thì anh Duy có lời nào gửi đến với các bạn không ạ? Đầu tiên á là có hai câu đi, cái câu hai câu mình đã từng nói rồi trong cái sống hôm nay. Dạ. Đầu tiên là hãy cố gắng thật nhiều để đừng bao giờ nói giá như. Dạ. Cứ thử đi lỡ thất bại thì làm lại. Dạ. Thất bại thì mẹ thành công quan trọng hơn là đừng có quá nhiều mẹ là được <laughs> okay. rồi cái câu thứ hai là bạn hãy dành thời gian để kiếm tiền chứ đừng dành thời gian để tiết kiệm tiền ừ. đó đó là hai câu đó thôi quá đã rồi quá đã luôn thật sự là Ồ, những cái câu châm ngôn mà để đó vậy. và cảm ơn anh duy đã đến với flanazi ngày hôm nay thật sự thì là mình gọi là cảm thấy vui vẻ hào ừ. hứng Và là một nguồn động lực to lớn khi mà anh duy xuất hiện trong chương trình này và mình cảm thấy là khi mà mình gặp anh duy rồi thì mình cảm thấy mình có động lực kiếm tiền hơn mọi người và để gọi là kết thúc chương trình thì mình mong là mình sẽ mình mong mình sẽ gặp được anh duy trong tương lai những cái công việc khác và ngoài ra thì mình mong là các bạn sẽ rút ra được những cái bài học và những gọi là những cái gọi là cái tips những cái mẹo và mình mong là các bạn sẽ dám thử thách và dám dấn thân và ngoài ra thì nhớ nhớ là mình phải gọi là cẩn thận những cái rủi ro để mà không có gọi là bị vấp ngã trên đường đời quá là quá là nặng đi ạ. À. Dạ rồi. vâng. Và mình là Lê Thủy và đây là Bé gì TikTok. Xin cảm ơn mọi người đã coi chú trên Planet Z bye, bye. bye, bye.